Xin chào mọi người. Trước khi bắt đầu, mình muốn chia sẻ một cái thông báo cho mọi người. Nghĩa là mình không phải là bác sĩ, mình không phải là thầy tâm linh, mình không phải là chuyên gia nào hết. Mình chỉ là hai lúa miền Tây chia sẻ cho vui một cái hai kịch trong thời buổi đại dịch hiện tại bây giờ. Và cũng trước khi bắt đầu, mình muốn mời bố đi cầu hai sao của mình và hai sao của mọi người nếu mà họ muốn tham gia, họ có thể bước vào công gian chúng ta để giúp chúng ta giữ không gian thế anh gọi là whole space để chúng ta có thể chia sẻ suôn sẻ và có thể giúp cho mọi người ở trong không gian riêng của mình Tiếng anh gọi là lone harmonic để không bị ảnh hưởng với nhau thì cảm ơn mọi người tham gia hôm nay chủ đề hôm nay là Nông nghiệp hữu cơ trời Đam Hàn Quốc phần 1. Phần 1 mình sẽ hướng dẫn mọi người cơ bản về trời Đam và phần 2 mình sẽ chia sẻ những mấy cái video bằng tiếng Anh. Có có cũng tiếng video bằng tiếng Việt nữa nhưng mình sẽ chia sẻ những video bằng tiếng Anh và phụ đề lại cho mọi người cho thấy làm trực tiếp những mấy cái uh, phần cấu trúc của nó, Nền tảng của nó như thế nào. Thì trước khi bắt đầu mình cũng nhắc nhở cho mọi người biết là nếu ai đã xem qua trang web KF Vietnamese sẽ hiểu biết trong mục đích của nhóm KF Vietnamese là định hướng Việt Nam, định hướng môi trường và nói đơn giản hơn một góc độ khác là định hướng Việt Nam qua môi trường. Khi mình thay đổi môi trường, con người sẽ thay đổi theo. Con người đã phụ thuộc theo cái môi trường và môi, môi trường tiêu cực môi trường ngược chiều, con người sẽ ngược chiều và tiêu cực theo. Khi mình thay đổi môi trường đó tích cực hơn, thì nó sẽ thay đổi cuộc sống con người. Ở đây khi mình nói về thay đổi môi trường qua bề mặt là không dùng hóa chất. Phân bón khoa học kỹ ở trên để cho bố đi cầu có thời gian để khang phục cho lại. Khi môi trường và bố để cầu khang phục trở lại thì năng lượng sẽ biến đổi từ tiêu cực thành tiết cực nó rất là đơn giản trong cái thế giới trong linh đã nói chữa lành chữa lành không có nghĩa là bạn phải chơi cái trò chơi của tiểu long nữ và dương hóa chữa lành bạn có thể giúp cho môi trường khang phục trở lại và thay đổi con người qua môi trường cho con người ăn đồ sạch, đồ hữu cơ, sạch thật sự, chứ không phải sạch trong giấy tờ. Để cho người ta biến đổi, thay đổi từ từ qua cái thể chất người ta. Nếu mà hiểu ai mà hiểu một chút ngành y tế thật sự, chứ không phải làm thằng bán thuốc. Thực phẩm là thuốc, thuốc là thực phẩm khi người ta ăn đồ thực phẩm sạch thật sự nguyên chất đầy dinh dưỡng con người sẽ khỏe mạnh tâm thức sẽ mở rộng ra từ từ nên khi mà chia sẻ cái nông nghiệp tự nhiên của Hàn Quốc qua KNF và Trời Đam đó là một bước đi để đạt được mục đích lâu dài của KF Vietnamese là định hướng Việt Nam qua môi trường thì trong chà đam nó một kiến thức cơ bản rất là đơn giản để người ta có thể hiểu để đi thực hành và làm dù đó là cho KF Vietnamese hay là White Flower Garden Awakening cái mục đích của mình lâu dài là tạo một cái nền tảng khi có người sẵn sàng có thể đến đó đi học hỏi để đi phát triển thêm mở rộng thêm kế Vietnamese và vườn bông tươi sáng thức tỉnh hay là white flower grounds awakening đó ở đó để tạo một cái nền tảng cho người ta khi sẵn sàng đi con đường đó có thể đi con đường dù mình không gọi đó kế Vietnamese và vườn bông tươi sáng không phải về mình đó là một con đường tương lai một con đường khác của người lựa chọn mình không có là ai ở trên á mình chỉ là một hai lúa miền tây thôi cũng giống ông Osho đã nói trước đây tôi không có đáng kể. Mình chỉ là một người thông điệp đưa những kiến thức lên đến cho mọi người thôi, tạo một cái nền tảng để cho mấy người áp dụng. Dù nó có thể mất mấy năm, cũng như KF sẽ mất nhiều năm để cho mình tạo những cái nền tảng kiến thức cơ bản để gom lại, soạn lại. Thì trong cái đường đi của nông nghiệp tự nhiên Việt Nam cũng như vậy thôi, từ từ mình sẽ soạn lại những kiến thức đầy đủ hơn. Nó có sẵn sàng ở đây, nhưng đang đố một phần là tiếng Anh. Người Việt Nam mình đang bị thiệt thòi về mặt đó thì mình sẽ sang lại một phòng tiếng Việt để chia sẻ cho mọi người nếu mà ai muốn đi thực sự đi thực hành. Tại con đường nông nghiệp tự nhiên hữu cơ trở lại con đường của thiên nhiên của mẹ địa cầu là bố địa cầu thì chính xác hơn. Đó là trong một cái quá trình bắt đầu thức tỉnh Các người trở lại bản chất chân thật của họ để đi tìm hiểu sâu sắc về thế giới này. Đó là mấy bước đầu tiên để bắt đầu mở rộng tâm thức con người đó là một cách để định hướng con người qua một quá đường từ 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 về bản thân của họ dù dù nhiều người không hiểu biết tại sao họ cứ mong muốn trở lại nhiều... cái đất gọi là nông nghiệp trở lại một miếng đất tự nhiên đó là cái tâm hồn mà đang hướng dẫn trở lại ai ở đây có nghe quen cái câu này hay không Hay trở lại nguồn gốc trong sáng của bạn hay là trả lời nguồn gốc trong sáng, gốc đó là bản chất chân thật của mình, true self, higher self và bản chất của nông nghiệp tự nhiên là cũng là bản chất gốc, gốc về đi theo đường tự nhiên, không đường quá chất khoa học này nọ. Tự nhiên, nhiều người có thể bắt bẻ cái chữ tự nhiên vào anh dùng này nọ làm sao là tự nhiên được? tất nhiên có con người can thiệp không phải là tự nhiên rồi tự nhiên là tự nhiên là bỏ quan tự nhiên có hai ý nghĩa một là bỏ quan hai là đi theo con đường của bố đề cầu của vũ trụ khi mình hiểu được cái nguyên lý của nó mình đi theo đường nguyên lý đó chứ không phải mình dùng đồ biến đổi hay này nọ bỏ quan không nghĩa bạn đi con đường gọi là tự nhiên nhiều người con đường hiểu lầm nghĩa là tôi bỏ quan đó không chăm sóc gì hết trơn đó là con đường nông nghiệp tự nhiên đây, đó là nông nghiệp lợi biến chứ không phải là nông nghiệp tự nhiên và thiếu ý thức và kiến thức khác biệt với JDA bằng những cái phương pháp khác là nó bắt trước theo bố đề cầu và vũ trụ để đi thực hành và can thiệp vào để hỗ trợ để nhanh cái quá trình đã lên và vẫn đi theo con đường quy luật tự nhiên nhưng mà có một cái hỗ trợ để trở nhanh cái quá trình đã lên qua cái hiểu biết qua cái quan sát và cái đường hiểu biết quan sát này ai cũng thực hành được nó không phải cao siêu gì hết trơn á ok bây giờ bắt đầu nếu mà ai chưa đọc cuốn sách này nên bắt đầu tự đọc để hiểu thêm sâu sắc hơn về kiến thức này đây là nông nghiệp hữu cơ cho đam người sáng lập và tạo ý kiến thức này là dân san jo. bạn có thấy vào nhóm vườn bông tươi sáng thức tỉnh và uh, white flower garden is awakening mình đã chia sẻ nhiều lần để lấy cái phần tiếng việt đó tiếng việt này là nó khoảng 2016 nó chưa có đầy đủ tài liệu trong đó nghĩa là không đủ những cái phương pháp mới nhất để xử lý mấy con sâu thì ai có thể hiểu được tiếng anh sẽ đặt cô đi trên amazon lên mạng để đặt cuốn sách để cho những cái phương pháp mới nhất để xử lý mấy con sâu cũng như là sự cách mà xử lý con con sâu cho hạt cà phê đó thì mục đích của chợ Đàm là để cho người nông dân, người nông nghiệp, farmers, người nông dân có thể lấy lại cái nghiêm tôn của mình, có lấy lại quyền lực của mình để chủ chủ được cuộc sống, chứ không trao quyền lực đi cho những mấy công ty ABC lớn nào, hóa trơn. Đầu tiên là lấy được cái nghiêm nghiêm tôn của mình trở lại, tự tôn trọng bản thân của mình lại để có thể nuôi gia đình, lo gia đình của mình và cuộc sống của mình. Mục tiêu cuối cùng của Trời Đam là đưa nông nghiệp trở lại với người nông dân. Bây giờ nông nghiệp đang nằm trong những mấy công ty lớn chứ không nông dân. Thông qua phương pháp của Trời Đam, nông nghiệp có thể trở nên rất rẻ với chi phí cực kỳ thấp, hoàn toàn hữu cơ và người nông dân một lần nữa có thể trở thành chuyên gia nông nghiệp. Khi nông nghiệp hữu cơ trở nên dễ dàng, hiệu quả và không tốn kém nó cuối cùng có thể trở thành một giải pháp thay thế thiết thực. người nông dân, người tiêu dùng và bố thiên nhiên sẽ vui mừng trong thế giới mới tuyệt đẹp mà chúng ta mong muốn mở ra đây là có thể gọi là ông hay là thầy dân san Joe. Ông ta đã tạo chia sẻ phương pháp này miễn phí cho mọi người. Họ có một cái nền tảng rất là lớn ở Hàn Quốc, có hơn như là gần khoảng 80.000 70 mấy ngàn người member tham gia vào, họ chia sẻ và cống hiến. Thì ông ta đi nguyên quốc tế này để chia sẻ kiến thức này miễn phí cho mọi người. Đây là những mấy cái vườn ớt, cái vườn à, của ông ta để áp dụng cái phương pháp mà ông ta chia sẻ. Ớt các là to lớn bên trái bên phải ớt to lớn bên trái bên phải nha đây là chắc mình không nói đánh nhận tên cũng đúng Han Kyujo là bố của ông dân Sancho ông ta là là người sáng lập cái gọi là Queen Natural Farming ở nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc đầu tiên hồi xưa, hồi xưa ông ta là người sáng tạo rất là nhiều kiến thức về nông nghiệp tự nhiên rất là rẻ so sánh với khoa với con đường hiện tại quá chất hiện tại bây giờ và cái chà đam là nó đi theo con đường của nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc này cái khác biệt của cái Korean Natural Farming gọi là KNF và chợ đam là chợ đam nó rẻ rất là nhiều để cho phụ thuộc cho những mấy người phù hợp cho mấy người rất là nghèo ai cũng làm được hết trơn nó rẻ nhưng kiến thức của nó là cái nền tảng của nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc theo của bố của ông ta Han Kyo Cho ông này ông tám mấy mấy tuổi rồi ông đi quốc nguyên thế giới này để chia sẻ kiến thức hiểu biết của ông ta cho mọi người miễn phí hết trơn và các chuyên gia của ông ta về chăn nuôi gà bò đủ thứ hết trơn và trái cây sau này mình sẽ chia sẻ thêm về phương pháp của ông ta về ông làm nhiều cái gọi là cái cái nền tảng của ông ta như thế nào nhưng đầu tiên bây giờ mình đã chia sẻ cái phương pháp truyền đam trước và sau này mình sẽ chia sẻ kiến thức của ông ta đây là, là thầy Giang Sancho là Master Joe là thầy Joe là nguyên gia đình của ông ta nguyên gia đình của họ đi theo con đường nông nghiệp tự nhiên đây là cái nông cái nông trại của họ một cái nông trại nhỏ hay như là à, chấm ba acre ba ba acre như là mấy ngàn mét vuông gì đó không lớn lắm nhưng mà đủ cho họ thực hành và chia sẻ đây tại cái vườn của họ họ dùng mấy đường dừa, dừa nó vừa khoa học hiện tại bây giờ công cụ để cho giúp cho hỗ trợ mấy cái cây bạn thấy không cái khác biệt của người ta Việt Nam Việt Nam mình sống hẹp hòi đi đường nông nghiệp cũng hẹp hòi luôn nữa cái đường Việt Nam mình trồng giữa mấy cái cây không có đường đi luôn nữa họ không hiểu rằng cái tham cái khôn lợi đó trả cái giá rất là đắt tại sao phải để con đường giống như đây nó rộng rãi rộng rãi không phải chỉ mình đi cho cây thì phát triển gió lưu thông nếu mà nhìn theo permaculture nghĩa là nếu bạn dùng cái, cái đường đi này nó khá, là hẹp hòi nè nghĩa là nếu mà ánh sáng nó từ bên phải đi xuống để phải thì bạn phải trồng theo con đường mặt trời lên xuống nghĩa là ánh sáng phải trước mặt ngày chúng ta như mình ngồi nằm nhìn đây là mặt trời đi xuống đây nè nên khi nó chiếu xuống nó sẽ chiếu hai bên luôn nếu bạn chiếu bên trái bên phải bạn chỉ chiếu một cái bên thôi à nó không có điều lắm và khi cây đường nó hẹp á, quan trọng cây nó cần ánh sáng rất là nhiều khi bạn trồng đường hẹp đầu tiên là năng lượng nó không có thông không có gió dễ bị bệnh hơn và ánh sáng không vào được khi ánh sáng không vào được thì không có phát triển mạnh mẽ được phải để cho nó rộng rãi cho cái ánh sáng vào gió nó thông năng lượng thông nó không bí Việt Nam mình bí nên trồng cái nông nghiệp cũng bí luôn cái một bốn một cho đam có bốn mục đích đơn giản cho mọi người nghĩa là nó phải đơn giản cái nguyên lý nó rất là đơn giản nghĩa là làm bắt trước theo bố để cầu bố để cầu làm thế nào làm như thế đó nó đơn giản vậy thôi à dễ để làm mấy cái dung dịch mấy phương pháp của chị đam rất là dễ dàng để làm hai lúa miền tây còn làm được nó chi mấy người khác rất là khoa học anh gọi là scientific một cái khoa học đàng hoàng chứ không phải mà hên xui thứ tư rất là hiệu quả và chi phí rất là thấp theo bốn cái bốn nguyên lý đó để chia sẻ cho đam thêm một lần nữa cái nguyên lý nó rất là đơn giản đi theo bố đề cầu những mấy cái phương pháp đó cái công cụ nó cái thành thức nó cái quy trình nó rất là dễ dàng để làm nó rất là khoa học và cái rất là hiệu quả và dễ dễ luôn cái phương pháp cho đam hướng dẫn người ta mình quên hồi nãy mình nói nữa nếu ai biết tiếng anh á đọc cuốn sách tiếng anh nha, người mình dịch tiếng sách của trà đam này làm cho người Việt Nam mình thiệt thòi nó dịch phân nữa thôi à nó bỏ nhiều thứ lắm nên hiểu tiếng Anh đọc tiếng Anh đi cuốn sách tiếng Anh nó có nhiều kiến thức hơn cái cuốn sách Việt Nam phụ đề qua nó có đỡ hơn không thì Việt Nam mình đang trong giai đoạn nghèo tiếng Anh là beggar can't be gì, người nghèo không có thể lựa chọn được nhiều có là may mắn lắm rồi không có đòi hỏi nhiều sau này cái thể đòi hỏi cho nó tỉ mỉ hơn chứ có đọc hơn rồi nhưng nó thiếu tỉ mỉ nó thiếu nhiều thứ nhưng một cái câu của mình, một bạn của mình nói như thế thôi à Nhân việt nam chỉ như thế thôi à thì cái phương pháp trợ đam hướng dẫn người ta đi ra khỏi của quay cái phương pháp hiện tại bây giờ trong cái nông nghiệp gọi là quá chất NPK nghĩa là nitơ, pho, kali, canxi cái gọi là cái nguyên lý đó vớ vẩn đó nó không giải đáp được cái gì, gì hết trơn nhưng trong cái phương pháp hiện tại bây giờ những cái quá chất nó, nó buôn bán cho nông nghiệp nó phụ thuộc theo con đường đi đó nên cái đường chợ đam hướng dẫn cái người khỏi đó nói bố đại cầu không có cái chơi trò mà ni tơ là phô tơ, tơ, tơ phô phơ cali canxi vậy chứ cái đó là cái nhân tạo của người tạo ra để dễ bán hàng thôi cái con đường của bố đi cầu không có chơi con đường đó nên nó dạy cho ta một cái cơ bản để cho một cái cây nó phát triển rất là cân bằng đầu tiên là có mình đàn thả gọi là mấy cái phân bón cơ bản phân bón cơ bản từ mấy cây cỏ từ phân mới có mấy con bò ăn đồ rau cỏ đầu chứ không phải ăn đồ thịt này nọ và compost như mấy cái cây cá là để làm phân hữu cơ từ mấy cây cỏ và những cái mồng cưa mồng cưa mình có thể dùng đến phần thứ hai nữa thì mấy phương pháp khác tại vì cái base fertilizer mấy cái 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 cái, cái gọi là phân bón cơ bản đó nó tạo cho một cái thức ăn lâu dài mấy cái phân phân thêm á cũng như là mấy cái mấy cái chủ lực á là mấy cái chủ lực của trà đam nó cho ăn ngay lập tức hết là đổi cho cha luôn nên nó phải cần hai cái một cái phân cơ bản dùng cho nguyên cái mùa rồi bổ sung thêm cái mấy cái chủ lực để bổ sung thêm gọi là cái liquid fertilizer làm từ gọi là JLF và uh, Chadam liquid fertilizer nghĩa là mấy cái phân bón lỏng á cộng thêm muối nữa và những mấy cái phân hữu cơ ở trên đây nó tạo cho một cái nền tảng cho cây nó phát triển rất là mạnh mẽ và bền vững thì cái base fertilizer là những cái, cái cái phân cơ bản các bạn có thể thấy Việt Nam mình quá nhiều đi nhưng đố có chân nè à? đố có chân à chắc nói chung là không nói xấu Việt Nam nữa <laughs> cảm ơn mấy tiến sĩ của giáo sư của mấy bạn nông nghiệp đi mấy cảm ơn mấy giáo sư đi cảm ơn giáo sư Việt Nam nông nghiệp Việt Nam cỏ những mấy cái, cái nông nghiệp bên trồng những mấy cái rau cải gì đó còn dư trở lại và những lá khô những cái mùn cưa mình có thể biến nó thành cái phân cơ bản để áp dụng đến những mấy cái phân của mấy con ăn chay mấy con thú vật ăn chay á như con bò rồi đó dùng phân của nó và mình có thể dùng phân lên men là thiết bạn phải học cách lên men một cái phải lên men mà làm compost là phân hữu cơ qua những cái mồng cưa mấy cái lá thêm những mấy cái phân của mấy con mấy con uh, khác như là con heo con gà trộn lại mấy công thức đó để hỗ trợ thêm và trong đây không nói phải bổ sung thêm gọi là mấy cái gọi là muối biển uh, có muối nhiều loại lắm Việt Nam mà thiếu thoáng về mặt đó muối thì có nhưng gọi tiếng Anh gọi là à, à, nó có nhiều gọi là đá có nhiều dinh dưỡng trong trắng gọi là ba số azurite quên cái tên gì đầu qua lâu quá không đọc thừa nó quên mất tiêu hình như là azomite quên mất cái tên nói chung là nhiều đá lắm ở nước ngoài có nhiều đá có nhiều khoáng chất và sai các thành nhuyễn thành bột dùng đó mình gãi trên đất để cung cấp dinh dưỡng lâu dài Việt Nam mình thiếu thốn về mặt đó đây là những mấy cái tên trong cái chợ đam thì mình không nói giải thích nhiều lắm đâu mấy người có thời gian để đọc thì mình đã chia sẻ trước rồi và sau này mới người có thể đọc cái kiến thức này để họ hiểu sâu sắc hơn quan trọng hơn là phải đọc cuốn sách ở đây mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi cho bạn biết cơ bản bạn đọc sẽ nhiều, nhiều, hiểu nhiều hơn đây là những mấy cái chủ lực quan trọng nhất cho trà đam đầu tiên là JWA nghĩa là chắc làm ước wedding agent trà đam wedding agent là chắc làm ước nó giúp cho những mấy cái chú lực khác mình dùng nó dính vào lá dính vào cây dính vào đất để cho nó không bị tiêu hao đi cho năng lên cái hiệu quả đó rất là nhiều cái này là tài tử chính phải có cái này mấy kia mới hiệu quả được JMS là cái Chadam Microorganism Solution Solution là dung dịch vi sinh tại vì dung dịch vi sinh bạn phải cần nó để cho cải thiện đất lại 3 tháng trước đi bạn dùng đất đó phải cải thiện nó lại để đưa mấy cái vị sinh học trong đó để giúp cho cân bằng đất để phát triển khi bạn trồng cây vào nó lớn rất là khoảnh, mạnh mẽ rất là nhanh để giúp cho cân bằng đất trở lại tại vì vị sinh học nó bị chết rồi nên cái này rất là quan trọng để tưới cây và tưới đất và phải, phải chuẩn bị đất trước cái này viết sai rồi nè JFL không phải JFL là J, JLF như là Chalam Liquid Fertilizer cái này đã viết viết sai rồi là phân bón lỏng phân bón lỏng này nó làm ra rất là nhiều thứ từ bạn có thể dùng mấy cái cỏ dại mình có Việt Nam mình thiếu gì mà đừng có chơi mà đốt nó xịt thuốc gì cỏ nó là một cái phân miễn phí ông trời cho dễ dùng cỏ dại để làm phân bón lỏng rất là hiệu quả rất là dễ về luôn nữa đây là một cách để nếu bạn áp dụng công nghệ gen rồi cái trường nó không đuổi hết làng xóm bà con anh em bạn bè xung quanh thì dùng phân bón lỏng này bảo đảm đuổi hết cho mấy người đó đi luôn nó còn thối hơn cái cái mình không so sánh được chắc đi ra ngoài đường những năm thằng đập thằng nói chung phân bón lỏng này nếu mà công nghệ gen của bạn dùng cái lò phản ứng cho đuổi hết làn số của bạn dùng phân bón lỏng này bảo đảm nó đuổi hết mấy người còn lại GS là chadam sulfur nghĩa là thuốc lưu huỳnh lưu huỳnh này không phải trong trạng thái khô của nó đây là trong trạng thái gọi là làm gas mà người đó không biết là gas nhưng sau này mình sẽ chia sẻ họ đang làm trong cái lưu huỳnh này phương pháp trong trà đam họ đang làm gas mà không họ không biết về gas gì hết á thì những người mà là biết công nghệ nghe sẽ hiểu biết sâu sắc hơn những cái phương pháp này của trà đam và hiểu một cái đạo lý sâu sắc hơn về mấy phương pháp khác luôn nữa mấy cái mấy cái chủ lực khác thì cái này phải dùng chung với cái cái chất làm ướt là rất là hiệu quả để xử lý mấy con sâu phần thứ ba không phải thứ ba phần tiếp theo là trừ herbal solution nghĩa là thuốc trừ sâu thảo mộc bạn có thể dùng những mấy cái thảo mộc mấy cái cỏ dài, mà mấy cái đầu quỷ quái bạn chê tầm lâm nằm xung quanh đó, nó có thể dùng để xử lý mấy con sâu nhiều thứ bạn có thể lựa chọn đến nên phụ con sâu nào thì dùng chất nào nhiều thứ để lựa chọn lắm nên Việt Nam mình không biết tận dụng dù mình đất rất là phong phú chỉ biết nhìn nước ngoài mà không nhìn bên trong của mình có nhà nước khác xung quanh lúc nào cũng xanh hơn nhà nước nhà nước mình ở trên cái này là nước khoáng nước khoáng là cho thêm bổ sung cái cái dinh dưỡng thêm nữa Việt Nam mình khó kiếm mấy cái này để dùng nó không phong phú như nước ngoài nước khoáng là những mấy cái đất đá rồi mềm làm nói chung là nước đá làm mềm Nước khoáng của nước này hay không khác biệt gì mấy. Cái này là nước đá là mềm. À, Việt Nam mình thiếu mấy cái này quá. Tại sao này mình chỉ cho. Cái những cách mà để thay thế cho những cái cái, cái chất này nếu mà ai có, có thể chia sẻ Việt Nam mình cho mấy người khác có thể mua được nhưng trong cái thị trường này nó cũng không có nhiều lắm à, cho đam natural pesticide thuốc trừ sâu bệnh tự nhiên thì cái này nó bao gồm cái cái cha đam wedding agent là chắc là chắc làm ướt ấy. cho đam sulfur là lưu huỳnh và cho đam solution là cái thảo dược á, thảo mộc á để giúp cho nó, mình kết nối ba cái đó nó sẽ hiệu quả hai ba cái thì nó làm hiệu quả hơn cho làm cái thuốc trị sâu tự nhiên thì mấy cái khác đây giống như là nước khoáng và nước làm đá mềm thì đó cho bổ sung dinh dưỡng cho đất Việt Nam mình chỉ biết lấy không biết cho nên trong cái phương pháp trợ đam nó cung cấp lại những cái gì mình lấy mà thêm nữa cho những cây có thể phát triển bổ sung những gì mà đất đai nó thiếu Nhưng không phải chỉ vị sinh học mà những cái kim loại trong đó thì kim loại mình cái dùng đá mềm đá mềm bảo thêm vị sinh học nó sẽ cho thêm nhiều dinh dưỡng cho đất tại vì đá cũng là dinh dưỡng đó, đá cũng là kim loại tại nó quá lớn đi nó cần những mấy căn vi sinh học trong vị sinh học có là mấy nấm nấm sẽ biến mấy cái đá làm mềm mại hết trơn để cho mấy cái cây có thể dùng được nước biển có nhiều muối trong trống nên mình có thể dùng nó để áp dụng để bổ sung dinh dưỡng lợi đúng rồi trong đây có nhiều phân lắm nãy mình chưa nói chút sau đó mình sẽ chia sẻ thêm phân bón lỏng này <laughs> cái thú vị lắm đây đây là khi cái, cái đất đây là khi mà nó dùng quá chất á nó thành biến thành cái muối cái này ta thấy nó nó, nó không đi đâu xa chứ á nó nó làm đất rất là khô vì sinh học chết queo hóa hết trơn nên rồi đất chết đất sống là có vi sinh học nó được cân bằng nó rất là mềm bạn có thể để lấy, lấy cái cây đè nó xuống từ trên nhưng dưới rất là dễ dàng ở đây chưa được mấy cm là chết cha rồi đào cái này là chắc kể lưng sống luôn nên những cái máy móc khoa học lớn á, không dùng cái máy móc lớn dùng mấy máy móc nhỏ đó nếu mà cần cài dùng máy móc nhỏ đừng có dùng cái thằng to giống mấy thằng tây dùng là nó đè cái đất nên nó nền xuống Các cái cứng cứng thì dễ nó không có phát triển được đất cứng không có không khí vào và đất nó cứng quá dễ không đi sâu được không phát triển được đây cho bạn thấy Đây là những cái dễ cây khi mà trồng cho đất cứng nó không đi đâu được hết trơn á nên đất phải cải thiện lại có việc sinh học trong chổng tại sao trong hiện tại bây giờ trong một cái xu hướng phương tây gọi là no dig farming là một cách nông nghiệp mà không đào đất gì hết trơn á thì khi bạn đào đất bạn phá hủy cái môi trường tự nhiên một cái sinh thái một cái hệ thống sinh thái tự nhiên có vị sinh học đó bạn phá hủy nó nếu mà có cài đầu tiên khi bạn bước vào mấy đất đó, nó cứng rồi bạn cài một lần đầu tiên thôi bạn cho đất nó mềm sau này không cài nữa nhiều người dùng phương pháp đó khi họ mới bước vào trong cái đất đó quá cứng đi đầu tiên là họ cài dùng cái máy móc nhỏ không phải máy móc lớn cài xong làm sao không cài nữa để cho nó bắt đầu cải thiện cho lại tạo vô những máy dinh dưỡng bỏ lại máy dinh dưỡng bỏ lại mấy vi sinh học để sinh học giúp cho đất nó mềm mại lại càng lâu đất nó càng tốt hơn càng ngon hơn chứ không phải giống con đường đi hiện tại bây giờ quý quá chất càng ngày càng tệ dùng phương pháp trà đam với nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc đất càng ngày càng mở mở có nhiều mở hơn tốt hơn đi đây là đất chết bên trái Đặt phải bên đây là phải có những mấy cái rễ cây vi sinh học nó rất là mềm bạn cần nắm nắm rất là tốt đối với con người trong mọi môi trường đất cải thiện lại đất thì nó phải đi dễ phải đi sâu dưới đây ít nhất mấy cm đây là đất nó, nó mềm đây nó phải đi xuống 20 cm mấy cái dễ cây á, dễ cây khi đông xuống 20 cm thì nó không được cái cây nào bạn biết nó tốt tốt là khi bạn nhổ nó đi ông nội tôi tôi cần tôi phải lấy sức mạnh của Hercules sẽ tổ tiên của tôi đã kéo nó lên bạn biết cái cây nào mà đắt tốt mà khỏe mạnh mà nó, nó đi dễ sâu á ông nội ơi cái ông nổi lên nữa Tại nó quá nhiều dễ đi Nó bền vững Nên cái đất mình Khi cải thiện Có nhiều vi sinh học cho đó Nó phát triển mạnh mẽ hơn Dễ nhiều Cây ở dưới Là cái trên Nó rất là Cường tráng Mạnh mẽ Phát huy rất là lớn Nên đất là rất là quan trọng Đây là những cái nguyên lý Về phân bón lỏng Của Trà Đam Thì mấy người gãn Thì đọc ở đây Để hiểu biết sâu sắc hơn Sau này mình sẽ bỏ Từ phần từ phần lên Trong mấy cái, cái unit Trong cái phần hướng dẫn Trong cái nhóm Của White flower Awakening cho mấy người học từ từ. Dù ở đó cũng đã có sẵn rồi, bây giờ mình bổ sung nữa bằng kiến thức bằng tiếng Việt. Những cái phần chu lực này để cho mấy người có thể đọc thêm sau này. Và những mấy tài liệu này mình cũng đã bỏ trên mạng hết trơn rồi. Ai cũng có thể tự đọc để cho mình tóm tắt lại. Đây một cách tóm tắt lại là bạn Giang á. Tiếng Anh, tiếng Anh gọi là cheat sheet á. Để cho bạn có thể nhìn lại không cần đi xem hết 300 trang hay là 500 trang những cái này mà đã cắt ra gọn gàng hết chân cho mọi người có thể xem lại, chúng người đã đọc qua để nhớ lại thôi. nên tốt nhất là mấy người đọc cái này đi. phân bón đạm tự nhiên của chợ đam chút xíu bây giờ mình sẽ chia sẻ nhiều phân bón lỏng gọi là chợ đam liquid fertilizer chợ đam liquid fertilizer là JLF là phân bón lỏng có nhiều đạm trong trọng cỏ dại đủ thứ cho Anh đọc cái này đang hiểu được cái nguyên lý cơ bản của nó có nhiều nitơ trong trọng lắm nói chung là nitơ cái nào mà nó khô và hết nitơ nó ướt nó còn nhiều nitơ nitơ nó dùng bổ sung lại không cần dùng quá chất gì nữa hết trơn nữa đây là phân bón lỏng từ có dại ở đây bạn dùng như thế nào mặc kệ có dạy nào cũng được hết trơn á bạn thấy thằng nào mà nó phát huy tốt nhất lan tàn tùm lum hết trơn á đừng có ghét nó cảm ơn mày tại mày có những mấy kim loại mới có enzyme mấy cái chất phát huy nỗ lực mạnh mẽ ta muốn cái tánh đó đó là một phần của mấy cái cây tôi trồng chúng ta lấy cái tấn của mạnh mẽ của mày phát huy của mày dinh dưỡng của mày cho lại những cái cây của mình đã cho nó cái cá tánh đó nên đừng có ghét nó, đừng có dùng thuốc xịt trùng giết nó, đừng từng dùng thuốc trừ trừ, trừ cỏ để giết nó. Thu hoạch nó để cho nó mọc lại. Thu hoạch nó bỏ vô cái hũ, bạn có thấy hũ lớn của nhỏ cũng được ở trơn nhé, Bạn có thể lấy những cái cỏ dài đó đuổi cái loại hết trên gom vào cái thùng 100 lít, 500 lít, bỏ chung với nước để 6 tháng cho nó thối ơi là thối luôn á, làng sớm bỏ đi hết trơn luôn á. Lấy ra rồi đó mình xịt lọc ra lấy ra để tưới đây là tưới sử dụng sau 10 ngày ngôi ngày cũng dùng được nữa nhưng tốt nhất bạn lấy càng lâu càng tốt là ngâm để cho sáu tháng một năm sau dùng tốt nhất để cho năm sau dùng bạn tạo để hũ rất là lớn nhưng bạn tùy theo cái chỗ diện tích diện tích của bạn diện tích của bạn lớn hay nhỏ thì dùng hũ lớn hay nhỏ phụ thuộc theo để một đó để năm sau dùng càng thối càng tốt càng lâu càng tốt có nhiều dinh dưỡng hơn tại càng lâu là những mấy cái vi sinh học trong đó nó phân hủy qua hết trơn những cái phần lớn những cái protein thành amin thành cái cái nguyên tố nguyên tử trở lại nhỏ hết trơn đặng cái cây nó nắm nó sẽ đưa đến cho mấy cái cây dùng được nên có thể pha lỏng từ hai chục tới ba trăm lần là phụ thuộc bạn thiếu thoáng như thế nào trong nông nghiệp tự nhiên bạn phải tự cơ biến mỗi miếng đất không nào giống nhau cho nhầm miếng đất nó thiếu nhiều hơn nhằm kia nó cái đầy đủ hơn nên bạn phải tự cơ ứng biến đây là chỉ cái đề nghị thôi thì 200 lần đó 300 lần pha lỏng nó ra nó rất là đơn giản phải không bỏ vào đồ quên nhớ nghe đậy cái nắp lại <laughs> nhông như mấy cái này phải đậy cái nắp lại rất là kín và để cái tạo những mấy cái che mấy cái lưới che ở trên đè nó xuống để cho nằm dưới hết chân nước bạn để nó một nào mà lúa đầu lên đó, nó sẽ nó sẽ không có phân quỷ điều đâu và khi bạn không để nắp kỹ đó, là nó sẽ khô gan hết trơn nè à. nên đừng có tiết kiệm nước nha dùng đầy đủ nước hết trơn có thể dùng à, 50 nước và 50 cái này đi xử đi từ cơn biến tùy theo cái loại cây thôi loại cỏ thôi và nhớ đầy nắp không mùa hè bốn mươi mấy độ năm mươi mốt độ khi mà mở cái nắp mở này ra nó khô gan bạn chẳng có gì để dùng hết trơn cần nhiều nước thì sau này nó dùng hơn và sau này đi tưới thoải mái đi thằng nào mà thằng làng số nào mà nó nhiều chuyện nó nói xấu bạn thì tưới cái, cái 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 chỗ gần, gần nó nhiều hơn cũng như khi lúc trước mình mình tưới cái nước lỏng á à, à, anh có anh dùng tưới gì đi à, không sao đâu an toàn được tự nhiên chứ tưới nước tiểu của anh tôi à đến nó, nó hết nó, nó, nó bệnh mũi nó bỏ chạy còn nhanh hơn gì nữa nên bạn khi bạn xịt cái đó nhất là bạn dùng cái máy áp lực nha nhớ đứng trên gió đừng đến dưới gió mà xịt xuống nha không nhóm này có nhiều người lắm chắc bảo đảm nhiều người sẽ đứng ở dưới gió mà xịt bảo đảm luôn á đây là kiến thức ý thức cơ bản làm người nha xịt đứng ở trên gió xịt xuống ngoài gã đi xa hơn bạn không có lãnh đủ luôn nữa bạn đi dưới gió mà xịt lên bạn lãnh đủ luôn á nhất là bạn xịt nước tiểu của mình á đây cũng đã nói là sử dụng sau 6 tháng ngâm tưới trước khi trồng cây và khi đang có cây pha loãng từ 30 đến 500, 500 lần. Cho lá cũng được nữa. Nói chung là càng lâu càng tốt. Mấy cái chất lỏng này càng lâu càng tốt. Bạn có thể bỏ thêm nhiều thứ trong trọng như là Phai lấy phai lấy là bột đá bột đá việt nam này không có ở này bạn có thể kiếm mấy chỗ mà nó nó mài đá hay làm đá gì đó là bột rồi đó bỏ vô để bổ sung thêm mấy là những bổ sung những cái kim loại thôi trong cái đá là kim loại tại khi nó cứng quá nó chưa nó cần những mấy cái nấm phân hủy nhỏ hơn nhưng trong đây là dạng bột rồi thì nó nhỏ rồi thì khi bạn ngâm với dung dịch những mấy cái có dạy mấy phương pháp khác là những cái vi sinh học trong trọng, mấy cái nấm trong trọng, nó sẽ phân hủy nhỏ hơn nữa đến mức mà cái cây cối có thể dùng được phân bón lỏng từ cá cả, cả, thứ đủ thứ trên nói chung là không có giới hạn bao gồm cái thằng mà uh, uh, vô nhóm kefetamis mà nó, phết mấy thằng phết mấy thằng vô nhóm sẽ vô nhóm nào mà tạo nhiều phết quá đó là phân bón lỏng cũng được luôn nữa tiếng anh gọi là phết vô trọng nói chuyện vớ vẫn tạo tạo tầm tầm la chứ biến người ta làm phết cũng làm thành phân bón lỏng cũng được nữa đây để giảm mùi bạn có thể bỏ thêm những mấy cái đá bột đá pha lây và những mấy cái vỏ trái cây Trong trọng để giúp cho nó bớt cái mùi đi không sao mùi không chết đâu suy nghĩ vớ vẩn thì chết chứ À, hửi mùi mùi thối không chết mà sống thối là chết hửi mùi thối không chết đâu sống thối nát là chết liền thế đây cho bạn cách pha lỏng như thế nào khi dùng mấy phun dung dịch này cho cho bạn biết để pha lỏng ra cái này đơn giản đây 3 tháng mà, mà cứ để dài thì không sao là không chết đâu nhưng mà ai gấp quá có thể dùng không có gì trên để dùng thì dùng được trong vòng một hai tháng Đây là sản phong, phong lỏng bổ sung kali phô phô, tự nhiên. Có cái nhiều cách bạn Việt Nam mình có quá thứ để làm phong đàn lỏng luôn nữa. Chút nữa bạn sẽ thấy nhiều thứ lắm. Bạn có thể dùng. Nhà đây là một phần bột xương. Xương gì cũng được hết trơn Việt Nam mình có đủ nguyên liệu này hết trơn mà. Xương trong đó nó có phô phơ và kali và mùi phần nước 1 chi 10 thêm vị sinh học quan trọng nữa nó giúp cho bà phân quỷ nhanh hơn Nhưng mà không cần thêm nữa là trong các mọi trường nó sẽ vô đó rồi có người nói là perlite không phải perlite là đã dùng cho thông, thông thường dùng cho cái mấy cái, cái tạo không khí và cho mấy con vi sinh học nó sống cũng dùng trong đất cũng được nữa. để cho mấy con vi sinh học nó sống nhưng nó đắt tiền một chút xíu đó là tạo cho mấy không khí trong cái đất trong cái hũ mấy trồng rau trong mấy cái hũ này không bị ngọt thở và có vi sinh học nó ở trong trọng được thì bạn thấy chọn cái đó nhưng mà trong nông nghiệp rẻ hơn perlite thì dùng để trộn chung để tạo những cái nơi mà vi sinh học có sống là bao chòi thang á thang mà đập nát cái lại chứ mà có vi sinh học trong gọi là cho bao cho nhưng dùng mấy cái đó than than dùng từ làm từ chấu từ dùng cái gọi là lục bình á than làm từ lục bình bao cho làm từ lục bình rất là dễ về luôn sau này mình sẽ hướng dẫn sau ngàn hai năm hai mươi ba mình sẽ nhập khẩu những máy thiết bị đó để giúp cho mấy người chỉ cho mấy người làm như thế nào biến lục bình thành bao cho để dùng cho gãi trên ruộng lúa trên đất mình trồng để bổ sung dinh dưỡng để giúp để xử lý mùa hôi như nước trong nuôi chạy gà chạy lợn để dục cái gọi là cái bao cho đó vào quá tuyệt vời mà quá ghẻ luôn sau này sẽ tạo cái, cái thị trường đó thì bao giờ hiện tại bây giờ mình bổ sung kiến thức thôi sau này mình sẽ giúp tạo cái thị trường đó đây là bổ sung canxi từ vỏ hào vỏ hào việt nam rất là nhiều mà phải không đập nát cái lại xay bột ra Bột đi chứ vỏ hào thì nó phân quỷ lâu lắm Bột vỏ hào thì bổ xâm vị sinh học trong trọng Để trong cái thùng nước phân quỷ 10 phần nước 1 phần hào 1 phần mười Thì ba, sau 3 ba tháng thì có thể dùng được Thì mình đề nghị ít nhất 3 tháng đi Hơn cũng được nữa Một năm Mình đề nghị lúc nào một năm bỏ nào quên đi Để cái dự trữ trong nhà kho các bạn để cho năm sau dài thì sẽ hiệu quả hơn nhiều mà cái tỷ lệ không cần nhiều dùng nhiều như ban đầu Tại nó phân quỷ nhiều hơn rồi thí dụ đi bạn giờ bạn năm chục đến năm trăm lần sau một năm bạn có thể pha lỏng nhiều hơn đến 500 lần không bằng năm chục tại vì đến đó mấy cái vị sinh học nó làm việc rồi nó pha nó nó đã, nó, đã phân quỷ quá nhiều rồi đi chất lượng nhiều hơn nên cái cần dùng ít hơn Chitosan phân lỏng Chitosan cái này là cho những mấy quả tôm bỏ cua ờ, quá ghẻ đi phải không thì sai nhiễn sai nhiễn nó ra bỏ vô cùng tỷ lệ 1 với 10 3 tháng sau sử dụng 30 năm 50 lần pha lỏng nó ra quá đơn giản đi phân bón lỏng khoảng tự nhiên đất mùng Việt Nam mình đây là phai lấy bột đá mềm Việt Nam thì dùng đất đỏ nói chung là đất nào mà nhiều dinh dưỡng đó, nếu bạn có thể lấy nó nó làm mềm cho lại, hay là chỗ là làm đá đó mà nó có cái bột đá đó thì dùng mấy cái đó thay thế, mấy cái này thì không cần có thể làm à, trong dung dịch hay là gọi là gãi trực tiếp trên đất đó để trộn chung để bổ sung thêm. Tại khi bạn gãi trên đất đó, nó là một cái cái dinh dưỡng lâu dài không ăn liền được, nó cần mấy những cái nấm vi sinh học để phân hủy về từ từ đây để cho nó một cái nhà kho thức ăn á để cây nó có thể ăn từ từ như bạn dùng giống như là liquid fertilizer mà phân bón lỏng mà dùng trực tiếp á nó ăn ngày đó ngày sau nó không còn gì ăn hết trơn á nên phải dùng hai cái cái dinh dưỡng một cái là cho lâu dài một cái cho ăn liền thì Việt Nam phải tự cơ ứng biến phân bón lỏng kali tự nhiên cái này là Việt Nam mình chắc bảo đảm là toàn là dùng hóa chất không mà chắc phải là tự nhiên những mấy cái là gọi là potassium phosphate à, những cái kali magie magnesium sulfur lưu lewin phosphor magie nó bán dùng cái loại tương tự, tự nhiên nha các Việt Nam không nói tự nhiên đâu có hai loại loại hóa chất và loại tự nhiên lúc trước khi mà mình dùng cái loại tự nhiên á, mình làm cái ghe ca nó đó đẹp lắm cam màu cam cam đậm để lúc lúc đó mới bắt đầu thắc mắc hiếu kỳ mà mình muốn đang học nông nghiệp, organic nữa, nông nghiệp hữu cơ nữa nên mình biến mấy cái này thành ga sẽ mình dùng nó rẻ hơn chứ nước ngoài dù nó rẻ đi vẫn cần đắt tiền. Nên để dùng những cái này lâu dài biến thành ga cho trơn cho nó rẻ. Ngoài biến cái thành ga sẽ bạn đủ tài chính thì gãi trên đất. Nói chung cái Việt Nam mình không có những cái nguyên liệu này để 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 số lượng lớn để dùng khi mình mua hơi đắt tiền. Nên biến nó thành ghe dùng nó rẻ hơn bạn có thể cứ thể biến thành trộn chung với đất cũng được nữa sau này nếu mà có được nguồn gốc rẻ thì có thể áp dụng nó pha loãng với đất trộn chung lên hay là giống như hồi nãy làm à, bỏ dung dịch á dung dịch tùy theo cái này có một chút đó có một cái nó tan ra y nước có cái là không tan cái này loại này một phần lớn nữa nó có thể tan với nước khi tan cái nước để sinh để xịt nó nhưng thường thường dùng nó tan cái nước đi phải ngâm nó lên men nó đi với vị sinh học đây là một phương pháp khác là sử dụng cho nó vào một túi bãi và treo nó trong cái trong nước cho 15 ngày đó là một cách để lên men đó lên men nghĩa là cho nó phân hủy qua vi sinh học trong nước để phân hủy nó ra từ từ nhưng mà 5 ngày cho đủ đâu có thể cho một thêm nó vài tháng để cho nó gọi uh, lên lên men nước biển á chiều lên men nước biển bỏ mấy thằng này vào để cho nó phân hủy nó ra trong cái trạng thái dễ dùng hơn khi bằng tưới cây nó sẽ hiệu quả hơn nói chung là từ cơ ứng biến đi nước. tính trò vui nè à, phân bón lỏng cho đam từ nước tiểu nên đừng có phí nguyên liệu nước tiểu rồi trước đây tôi tiên mình cũng dùng nước tiểu phân con người để dùng vậy. Bây giờ mình dùng cho lợi thôi. Thì nhớ pha loãng đó nha. Bạn không pha loãng cái này á thì dễ chết cây lắm. Nên bạn không không muốn dùng thuốc gì cỏ đó. Thì tưới cây trực tiếp muốn thằng nào chết thì tưới nó. Mình đã trải nghiệm qua rồi. mà sẽ giết mấy thằng cây rồi. Khi mình tưới nó trực tiếp thì nó cháy queo well à. Không biết là tại nước của mình nó nhiều năng lượng quá hay là nó bị ngộ độc nó chết. Nói chung là mình kiếm được cách thuốc gì cỏ tự nhiên rồi đó. Lúc trước dùng ngang đồng không chết bây giờ chơi nước tiểu của mình nó chết liền nhớ nhớ pha loãng để để năm chục lần đến một đến năm trăm lần để tưới cây khi dùng nước tiểu khi mà anh bạn nào ra vượng á đừng có chơi cái cây nào cây đó nó chết liền tôi nghiệm mấy cái cây đó lắm nếu mà ai có chơi permaculture đó là sinh thái á, có cách để áp dụng nước tiểu và phân con người chút nữa mình sẽ chia sẻ cho để cho không nó không có thối à, phân đi dùng phân lỏng cho đam cái này nó thối lắm dùng cái phương pháp của permaculture để gọi là lên men đó nó không có không có hôi không có thối gì mấy cái này bạn có thể gọi là đái như cái thùng chấu á, thùng chấu thùng mộng cơ nó có vi sinh học trong chổng nó sẽ bớt đi hôi và nó phân hủy nhanh hơn để giữ trong cái đó làm cho phân để mình để mình gãi làm compost phân hữu cơ khi mình đái trong chấu hay là lên men nước cũng được nữa hai cái nhiều cách phương pháp để xử lý lắm thì bạn cái tiêu dùng phương pháp đây hay là từ cơn biến phân bón lỏng từ phân người à, cái này bảo, cái này bảo bảo đảm đuổi đuổi lần sớm luôn nếu mà phân nước tiểu hay những phân lỏng từ có dạy không đuổi lần sớm mình chơi nước chơi phân con người là bảo đảm đi luôn cái này là một thêm một cú nữa đó nó, 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 ngã rồi đá thêm một cú nữa đó thì bạn có thể dùng phân lỏng từ từ phân người hay là dùng phương pháp cũng như permaco cho bạn đi cái phòng vệ sinh đó. nếu bạn ai mà chơi permaco cho bạn phòng vệ sinh thái đó, mà đi phòng vệ sinh trên cầu vệ sinh tự nhiên đó không giòi nước á thì thì trong đó nó có một hay một là mình có thể dùng chấu hay là mòn cưa thì gì thường thường ta dùng chấu khi mình vệ sinh xong mình bỏ chấu trong chổng mà chấu này trong phô mai cô nó không, dùng nó không dùng tiêu chuẩn lắm nghĩa là mà bạn phải làm gọi là nuôi vệ sinh học trong chấu đó thì cái chấu đó không phải là chấu khô nó chấu ẩm có vệ sinh học trong chổng khi bạn vệ sinh vệ sinh xong rồi đó bỏ mấy cái chấu này lên đầu tiên là nó phân hủy nhanh hơn thứ hai nó không có thối sau một thời gian này 6 tháng một năm thì mà có thể dùng được đây là những phương pháp cô trở đang dùng nhưng mà họ không bỏ thêm vị sinh học có vi học sinh học trong môi trường nhưng nếu, nếu bạn dùng phương pháp trở đam mà tạo những cái cái gọi là cái cái imo á mà bỏ trong những mấy cái chấu và sau mà sau mình mình gãi lên á thì sẽ nhanh cái quá trình nó lên thì trong vòng mổ 6 tháng một năm thì mình có cái phân hữu cơ để dùng rồi cái là quy lực phân bón tại nhiều người hiểu biết cũng như là phân bón đầu tiên đây là che phủ bằng cỏ dại những cây trồng của mình còn lại Việt Nam khi mà cỏ dại những gì mình còn trồng dương trở lại đốt hết chân nè à. quá phí đi phân cơ động vật ăn cỏ đây là phân bón nền đó là phần đầu tiên phần thứ hai là mình dùng cái là cái vi sinh học á phân bón lỏng có dại thực vật phai lây muối biển nói chung là mình chuối nó lên để cải thiện đất sau đó thêm một lần nữa là khi vào trong phần thứ hai á thức ăn phân bón lỏng từ thức ăn thừa, nước tiểu, phân người. Tại vì trong cái quá trình mình tưới, cái thằng đầu tiên là phân bón nền nè, nó tạo một cái nền tảng cho lâu dài. Còn bạn có thể nói là cái phân hữu cơ đi, hay là cỏ dài, cỏ mà che lên từ phân quỷ từ từ. Thì nó ngoài ra tạo cái sự ẩm trên đất. Và cái vị sinh học có thể sống ở dưới. Và nó phân quỷ từ từ, thì cái cây có dinh dưỡng từ từ nó dùng. Cho lên nhà kho đó, khi mình dùng cỏ, đột cây trồng dư thừa để cho đó là cái nhà kho cái đó nó, nó ăn từ từ cung cấp cho nó nguyên cái mùa của nó luôn phần thứ hai là cái vi sinh học để giúp cho phân hủy những cái cỏ trên có dại để phân hủy có dại trên đây nè rồi cái muối biển để bổ sung dinh dưỡng cho đất nữa cho lại còn phân hữu cơ nữa trong trạng thái nó dễ dùng hơn phân hữu cơ là có thể dễ dùng rồi phân ở trên này còn nguyên nó chưa phân hủy phân hữu cơ ở đây là mình có thể dùng cho nó và phân lỏng có dại nó ăn liền nó, nói chung là bạn phải biết dùng mấy phương pháp này chung với nhau nó sẽ hiệu quả hơn đây là phân bón từ cá Canxi, bột xương đây là bổ sung thêm trong giai đoạn có bông cua qua này nọ và trong những ví dụ đi cá là trong giai đoạn khi mà nó đang phát triển thêm chứ là trong cái cái tùy theo bạn đang trồng cái gì ví dụ đi bạn trồng trà trà bạn đi thu hoạch xong rồi phải tưới dung dịch nitơ cho nó cho nó phát triển lá thêm nữa cá trong đó có nhiều đạm có cung cấp nhiều đạm cho nó nữa cung bắp thêm cái cái cho nó cái cái phô phơ nữa và thêm một cái nữa nước biển nữa để cho đầy đủ dinh dưỡng hơn thì trong cái chu kỳ này là cái quy luật cơ bản để bác có thể áp dụng cho nó hiệu quả hơn để cho nhiều giai đoạn trong cái phát triển của cái cây thì trong trà đao nó không dạy gì cái giai đoạn phát triển của cái cây nên bạn còn chưa hiểu đầy đủ trong cái phương pháp nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc của bố của ông Giang Sancho thì ông sẽ chạy cho bà dạy cho bạn những cái chu kỳ của cái cây để biết dùng lúc chu kỳ nào phải dùng cái nào nó phù hợp đến cuối cùng đây là cái chủ lực của chợ đam những cái để phương pháp xử lý sâu mấy cái quá chất hiện tại bây giờ không xử lý được nhưng chợ đam nó xử lý được chợ đam phần tiếng giữa là cái chất làm ướt á chợ đam wedding agent JWA là wedding agent làm ướt cho những cái phương pháp cho hiệu quả hơn. Đầu tiên là nó dùng với với cái vi sinh học, với cái thảo dược. Nó cái thể dùng cũng được nữa. Nó có thể dùng là cái chất làm ướt thêm với lưu huỳnh, nước cũng xử lý con sâu được. Hay là dùng với cái lưu huỳnh. Cái này phải lưu huỳnh cái này là Urban Solution thảo dược. Ở đây là thảo dược với chất ướt cái đây là lưu huỳnh với chất ướt ở đây là cái vi sinh học của chất ướt ba cái đó phương cái nào cũng xử lý mà con sâu được cái chân ấy. nó tùy thuộc con sâu nào có thể dùng một cái một cái chất lỏng cũng được nữa làm ướt cũng được nữa hay là kết nối với nó vi sinh học hay kết nối ba thằng này chung với nhau bốn thằng luôn nữa bạn có thể từ cơn biến tùy theo cái con sâu nào bạn muốn xử lý nhưng cái chủ lực chính giữa của nó là cái chất ướt này chất ướt này trong cái quá chất á nó bán rất là đắt tiền cái này mình cái này làm rất là rẻ. cái là chất ướt một cái từ rất nói rất là đơn giản là bạn đang làm xà bông á JWA wedding agent bạn đang làm xà bông xà bông là dầu di súc xong công nghệ jeans thì chủ yếu của những mấy cái chất làm ướt á phải dùng nước mềm nước không mềm sẽ không có hiệu quả nó giảm đi cái hiệu quả rất là nhiều nên phải dùng mềm đây là một căn phân biệt cách nước mềm hay không mềm là khi bạn làm nước mềm ở bên trái lên đây nè sẽ bong rất là nhiều càng cho giúp nó dính vào cái lá dính vào cái thân cây và nước rất là trong ở đây nó không trong nó đục càng đục càng không hiệu quả nhưng trong trà đam họ không hiểu đục là gì bạn sao nó đục không tại sao thử trong cái trà đam á nó gửi bạn cho một gọi là cái chất ướt á gửi bạn cho một chút wedding solution đang bỏ dùng cái nước đang cho bạn thử nước mềm hay là nước cứng nó cho bạn một chút wedding agent là chất ướt đang đang pha lỏng như đây đang cho bạn thử nước đang lắc lên nước mềm hay nước cứng nhưng họ không hiểu biết ai mà áp dụng công nghệ gian phải biết đục này là yes, cưng chất đục này chất á yes. ai học công nghệ geos sẽ biết Tại vì trong cái wedding agent chắc cái ước đó, nó có xúc trong chổng dầu với xúc làm xà bông nó bỏ xà bông ở chổng thôi hà nhưng nó có dư xúc trong chổng nên khi bạn có dư xúc trong nước nó, nó có những cái khoáng chất trong chổng những kim loại trong chổng trong trạng thái nano nó biến thành gas hết trơn khi nó biến thành gas biến thành màu trắng khi gas sập cẩm nó biến thành màu trắng thì ai đã làm gas epson gas nước biển gas nước dừa cũng đã biết rồi gas canxi nó thể hiện ra liền khi bạn bỏ chất ước trong đây ấy, nó sẽ biến thành nghe sẽ đây hết trơn nhưng trong cái trời đa mà không hiểu nhưng bạn đã làm công nghệ cũng biết qua khoa học cash mà rồi biết qua gains rồi và biết cái tác dụng này rồi tại sao mà khi nó không hiệu quả nếu bạn hiểu biết gains rồi đó là một cái mặt một cái nguyên tố một cái mặt trời nhỏ nó phát cái trường ra những mấy cái trường nó chạm với nhau nó đẩy với nhau, nhau, xa ra nên nó không có dính cái trường nó không làm cho mấy cái chất này dính với nhau tại nó đẩy nha nhau nó xa nhau hết trơn à ở đây thì đất nước mềm nghĩa là không có nghe không có trường nó đẩy ra nhau nó dính dễ dàng hơn ở đây nó có cái gas rồi nó có cái trường nó rồi nó đẩy những cái nguyên tố xa nhau hết trơn là gớt xuống hết trơn à nó không dính được để có trường nó mà đó một cách giải thích về khoa học nghe tại sao mấy cái này nó không hiệu quả tại những mấy nguyên tố này nó có một cái trường mạnh hơn nó đẩy ra xa nhau sao xa, xa hơn không bấm dính được thì gớt xuống lá hết trơn đây là nghe quá nhiều tại đất nước cứng có nhiều khoáng chất trong trong có nhiều canxi magie bạn bỏ suốt cho chỏng thành nghe hết trơn quả là voilà. đơn giản hay không cuộc sống quá đơn giản phải không nên chủ yếu của nước là phải dùng nước mềm nước mềm ở đây nè nó không mềm á trong cái lá này nó rớt xuống hết trơn nè à nước mà nó mì, nước mềm á, nó dính ở đây hết trơn à khi nó dính nó hiệu quả hơn nghĩa là cái nó dính con sâu con trùng này nọ nó bấm lâu dài hơn và khi mà bấm vô lá lá có thời gian hút nhiều dinh dưỡng hơn chứ mà xịt tới đây nó rớt xuống liền thì đầu tiên là cái thời gian hiệu quả nó không dài lắm nó không ảnh hưởng nhiều khi bấm nó dính lâu dài thì một là con sâu có nhiều thời gian bị bị ảnh hưởng với cái, với cái chất đó dễ dễ chết hơn hay là cá lá nó bấm đây, Nó có nhiều thời gian, thời gian lấy dinh dưỡng hơn Nên cái nguyên lý đó phải cần chắc làm ướt để cho nó dính chính lá cây cho lấy nhiều dinh dưỡng dính với con sâu nó nhìn nó bị thuốc 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 xà bông làm nó chết đi lưu huỳnh hay là dùng cái thảo dược cho nó ảnh hưởng nhiều hơn nó chết nhanh hơn cho nó, cái, cái cường độ nó mạnh hơn đây quan trọng là cái thiết bị để làm nước cho nó mềm Việt Nam mình không có cái này thì ông dân Sancho bán những cái thiết bị này và cũng chỉ cho người ta làm như thế nào Việt Nam mình thiếu nguyên liệu, mình chưa biết mua ở đâu. Thì sau này mấy người biết cái mua lậu lọc, cái thấy tự làm, quan trọng cái đầu lọc trên giữa, để nó lọc biết nước cứng thành nước mềm để mình có thể dùng. Chứ nước mình dùng nước giếng, nước mưa, chứ bảo đảm nó làm mềm. Nên không có nước mềm thì chết cha mình luôn chế phương pháp này vô dụng luôn rồi. Phải bảo đảm nước nó mềm mới được. Thì để bảo đảm nước mềm thì phải có những mấy cái máy lọc này để lọc nước ra, dù nước từ nước mưa hay nước giếng thì bảo đảm có nước mềm để dùng. Cho nên hiệu quả hơn rất là nhiều thì cái thiết bị này mọi người có thể làm thì ông Giang Sancho đã chỉ cho mọi người làm chi tiết như thế nào nếu mà không muốn thì có thể mua từ từ Hàn Quốc gửi về hay là mua những nguyên liệu trên mạng từ nước Mỹ nước khác đi gửi về để tự làm quan trọng là cái miếng cái miếng lọc cái cái filter cái giấy filter lọc cái giấy lọc rồi đó để lọc những cái cái cái, cái quá chất á thì cái máy nhỏ của mình cái máy ai mà uống cái nước ở nhà của mình cái máy ở ô ô á cái máy lọc nước ấy, nước bị tinh thiết á nó có những cái lọc này rồi những cái lọc nó quá nhỏ đi bằng cả cái lọc to hơn để lọc ra những cái quá chất không phải quá chất mà dù quá chất và khoảng chất luôn đó, lọc hết kim loại nó đơn giản lọc và hết mấy kim loại đây là một cái phương pháp để làm cho cái chất ước một trong một trăm lít nó rất là đơn giản bạn cứ dùng 18 lít hạ cải 3.2 cân suốt kali 91% trở lên và 82.5 lít nước thì bây giờ bạn sẽ thấy công thức công thức ở đây rồi bạn đọc xem qua đi nó không khó đâu phần thứ hai mình sẽ chia sẻ cho cái video chỉ làm như thế nào nó quá đơn giản đi nhìn thấy nó là một hai lần là bạn thấy mà thấy một lần là quen à làm một hai lần bạn sẽ nhớ nó quá dễ để làm đi nên cái này là cái wedding agent chờ làm wedding agent là chắc làm ước một cách khác nói là bạn đang làm xà bông. Xà bông cục á chứ không phải xà bông mà Uay, Có hai loại xà bông, bạn dùng kali là xà bông cắt lỏng, bạn dùng natri là xà bông cục. Natri, xúc natri dùng xà bông cục. Xúc kali làm xà bông lỏng. Đang học mấy này bạn học được mấy kiếp khác làm bây giờ bạn không cần đi mua xà bông ở chân để tự làm xà bông để rửa tay để tắm để gội đầu trong nhà hết trơn luôn rồi bây giờ bỏ xuống công nghệ ghe trong trọng nữa quá tuyệt vời tinh dầu nữa phải không bây giờ bạn làm tự chủ tự lập ở trơn rồi làm mấy công ty quá chất thất nghiệp hết trơn bây giờ bạn tự tạo được cái chân Và bạn thấy nó quá dễ đi khi bạn cùng biết công nghệ ghe yes, để làm xà bông của bạn xử lý vi sinh học dễ dàng hơn mấy nguy khuẩn dễ dàng hơn hiệu quả hơn mà cân bằng cơ thể bạn cảm xúc của bạn đủ thứ trơn thì quá tuyệt vời luôn đây đây là công thức để làm cho đam wedding agent để chẳng chắc ước thì ai có thời gian xem qua nó hướng dẫn chi tiết đầu tương được thử nước phải nước mềm hay không thì bỏ những cái này vô quay nó lên dễ hơn nấu cơm nữa chắc quay này cái cây quay này á cho coi nè cái 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 khoang cái quay nó cái cái quay này là quay pha sơn á mình đã mua một cây rồi từ Trung Quốc về nó gửi về cây là cây bà để cho thường xuyên để quay mấy cái sơn á thì nó dễ hơn thì bạn mua cái quay đó cái quay và cái 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 cái, súng cái, cái cái súng motor để cái khoáng á cái khoang á và cái cái đồ quay cái sơn á thì gắn vào thì quay nó hiệu quả hơn quay thì nó đặt cũng giống như mayonnaise á giống như cháo gì đó cháo mà cháo mà bị bị khô á Cháu đặt á, quay thành cháu đặt là xong à, để mấy ngày là xong. Nói chung là cái quy trình này giống như cái quy trình làm xà bông gì đó. vậy đó. vì nó là xà bông mà. Ai làm xà bông qua đã biết làm cái này. Đây tiếp tục này, hướng dẫn nè. Khi mà sau mấy ngày bắt đầu tan nó ra, pha lỏng nó lại là xong. đây là bạn khối lượng cho các thành phần nếu bạn không muốn dùng 100 lít bạn muốn làm 5 lít thôi thì là số phần bao nhiêu dùng ở đây các bạn cái này là cheat sheet cái sơ đồ để ăn gian để cho biết dùng số lượng như thế nào bao nhiêu dầu cải bao nhiêu kali suốt kali bao nhiêu nước ban đầu bao nhiêu thêm vào và muốn làm bao nhiêu lít 5 lít 10 lít 20 lít 40 lít, 40 lít 50 lít hay 100 lít hạt dầu cũng hạt nào cũng được ở trên á nhưng tốt nhất dùng hạt cải tại nó theo cái tỷ lệ này nó chính xác hơn tại cái hạt dầu khác thì cái chính là nó khác một chút xíu tốt nhất thì dùng dầu cải đi dầu cải từ uh, tốt hơn dùng từ nga hay gì đó chất lượng hơn đó, dầu cải tùy theo loại dầu bạn dùng dầu hữu cơ dùng quá chất dầu GMO à, cái hạt cải mình dùng lúc trước tới mình chia sẻ là hạt cải của à, Việt Nam gọi là hạt cải dùng hạt cải đi cho hạt đậu đừng dùng đậu nành hạt cải á, nó, nó có một cái dầu gọi là dầu hạt cải thì dùng dầu đều đó cái, cái thị trường có cho bán cái chỗ không bán cái dầu đó sẽ hiệu quả hơn Tại nhiều người chưa biết đâu có một số dầu dầu đó lúc trước nó làm cho cho, cho những mấy gọi là công cụ mấy cái máy móc ở biển ấy nhưng mà cái khi thị trường nó chết quen well rồi đó nên nó không có biết làm khai thác như thế nào nên nó biến lại cho dầu thành dầu ăn cho con người nếu mà người biết cái dầu phải làm như thế nào trong quá trình như thế nào bạn không đụng cái dầu nào hết trơn luôn ngoài khi mà cái dầu mà ép theo đường tự nhiên chứ đường dầu mà làm theo quá chất mà bán bán rẻ trong cái tiệm á trời ơi bạn biết theo cái quá nó nó làm thế nào cái quá trình đó mà không đụng đến luôn nữa bạn thà uống nước phân chứ không uống mấy thằng dùng mấy dầu để chiên đó nó còn tệ hơn mấy cái phân bạn làm nữa phân chất lỏng bạn làm nữa nên dùng dầu cải dùng dầu nó ép ép lạnh hay là lên men hay gì đó các phương pháp khác khác mấy cái dầu kia bạn không tiêu hóa được đâu nó rẻ tiền nó chất độc bạn đang ngộ độc từ từ bạn không tiêu hóa được luôn tại nó là một cái quá chất có thể mà không bạn biết là là gì luôn nữa không tiêu hóa được dễ bị tiêu chảy lắm đối với mình ăn mấy cái dầu đó vô về nhiều là dễ bị tiêu chảy đau bụng mà tại tiêu hóa không được đó là quá chất ăn dầu phải ăn dầu theo tự nhiên ép chịu khó trả thêm một chút tiền để làm dầu dừa đi hay gì đó đừng có mua mấy hàng rẻ tiền trong chợ bạn tiêu quá không được đâu bạn đừng bạn không nghe mình nói mấy câu đó ta làm chia sẻ cho vui thôi mấy cái lý thuyết cho vui thôi và quan trọng trong những cái phương pháp để làm cái việc sinh học đó, gọi là cái à, lá mục đó, Càng lá một có vi sinh học trong đó Có một cái ví lý thuyết Dù trong cái nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc hay Trời Đa Nó không giải thích Thỏa đáng theo hiểu biết của mình đó, Là nó đề nghị dùng mấy cái Lá mục từ mấy chỗ Mà gọi là trên núi trong gừng à Thì ok Tại đó nó có thể đầy đủ hơn Nhưng lá mục đối với mình Bạn lấy đâu cũng được hết trơn á À, từ cơ biến theo hoàn cảnh của mọi người thôi tại vì nếu bạn muốn dùng cái vi sinh học cho cái thí dụ đi trong cái phương pháp tự nhiên Hàn Quốc hồi xưa và trong cái trà đam thì nó dùng lá mục ưu tiên là lá mục tôn tượng nó lấy từ mấy cái chỗ mà mấy cái cây lâu năm lâu dài hay là trên thông tốt nhất là vào gần lấy nhưng mấy cái vi sinh học nó trong hệ thái là trong gần khi bạn dùng cho cái ruộng hay cái vườn của bạn đó là cái môi trường khác liền à vì sinh học khác liền à dù nó chết queo chứ không còn bao nhiêu khi mà cải thiện đất lợi thì đấy trong cái lấy trong gừng lấy trong cái núi thì đúng nó bổ sung đầy đủ nhưng mấy thằng đó phải cần một thời gian nó thiết nhi nó cần một thời gian để thiết nhi để cho môi trường mới bạn thông thường không không lấy trong cái đống phân hữu cơ hay gì nọ tại vì đầu tiên là nó không đầy đủ lý do lấy từ lá mục từ trên núi tại nó một hệ sinh thái đầy đủ hết trơn rồi nó không bị ảnh hưởng bởi môi trường quá chất này nọ nếu bạn lấy từ cái đóng phân hữu cơ hay gì đó trong xung quanh của nhà bạn đã thiếu rồi nữa thì nó ít hơn cái đạo lý của nông nghiệp tự nhiên hàn quốc và cho đam là không có loại và vi học nào mà tốt hay xấu hết trơn ấy. nó chỉ mất cân bằng thôi à chỉ mình đưa cái cân bằng nó trở lại và lấy cái chỗ mà cái là thập cẩm đầy đủ hết trơn luôn á sau đó phải bỏ trong môi trường của bạn, nó sẽ tự cơ ứng biến và cho th ta th 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 thiết nghi trong môi trường mới. Đó là sao bạn huấn luyện IMO 1, 2, 3, 4, 5 như là vi sinh học 1, 2, 3, 4, 5. Vi sinh 1 là bạn lấy từ môi trường đầy đủ của nó. 2 là bạn đã quấn luyện nó rồi. huấn luyện từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5 để cho nó càng ngày càng chuyên gia hơn cho cái lĩnh vực bạn muốn đưa nó vào. Nó đơn giản vậy thôi nha. À. Nên đây là tạo lực vi sinh học. Bạn phải lấy những cái lá mục chỗ nơi mà nó lâu năm, lâu dài nó có một cái hệ thống đầy đủ và lấy ra để tạo coi cho JMS cái vị sinh học theo phương pháp trời đam đây là cách để làm cái vị sinh học của trời đam 500 lít rất, rất là, để, rất là dễ dễ lấy làm nước là nửa cân lá mục thôi đó thêm một cân khoai lang phải tây luộc ông ông dân Sancho dùng khoai tây tại vì khoai tây cái pH nó cân bằng mấy cái kia mấy chất khác giống như ai mà bắt đầu chế biến họ dùng đường bí mật này nọ nó làm cho nước axit khoai tây nó cho một cái pH cân bằng hơn cái nông nghiệp nó kỹ nhất á, là bạn biến đổi pH của đất nhưng khi bạn dùng nước dùng gọi là đường á, để làm cái việc sinh học này nọ đó cho nó nhanh hơn đó bạn đang biến đổi thí dụ đi đất các bạn cần đất pH cao bạn mang chơi tưới nước vi sinh học bằng đất pH thấp ta bằng dùng cái bí mật hay cái đường gì đó chết cha bạn luôn bạn đang đang tán cái mòn mặt của mình mà không nhận thức được cho mấy thằng học lõm nói chung là khoai tây cho nó pH nó cân bằng củ mì cũng được nó có thể thay thế đây củ mì cơm cám nói chung là khoai tây cũng được cái nào thuận lợi và nửa cân muối cái này rất là dễ lây giảm mà nó phụ thuộc theo thời gian thì bạn đọc qua cái này đi nếu mà mùa đông thì nó nhanh nó chậm hơn mùa hè thì nó nhanh hơn nhất hơn là hơn 21 độ đi thì mùa hè nó rất là nhanh để tạo cho vi sinh học này người dùng nó thông thường thì chuyện vài ngày thì 72 giờ thì qua 72 giờ là vi sinh học đã chết mùa hè nóng bốn mươi mấy độ nó chết còn nhanh hơn nữa này phải tự ứng biến theo cái môi trường và thời tiết đây là cách nè cái hũ 500 lít bạn thấy hình này bạn từ từ đi xem hồ sơ qua thôi sau này đọc qua nữa ngày mai mốt chỉ qua cái video làm khoai tây bóp nát nó qua bỏ trong cái giới và cái cái, cái lá bột trong cái giới khác nữa hai cái nó treo trên đây trong vòng 72 tiếng là xong nó sẽ nổi nổi mấy cái bong bóng này từ 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 ở trên nè à. thì mình lá một cái khoai lang để bóp cho nó nát cái trơn cho nó ra cho mình nước trong đó cái này sinh quấy nó quấy quấy nó lên cho điều Để cho nuôi vị sinh học Rồi lấy ra tưới đây nè vị sinh học càng ngày càng nhiều đến đây nó bắt đầu nó chết rồi nè đây nó bắt đầu nó chết đi ở đây đến đây là đủ rồi khi mới đi nó xoáy trong tròn tròn này là ok bắt đầu dùng rồi chết 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 chết, chết queo chơi này trong giai đoạn này là dùng khi nó đầy đủ nó cái ra mốc ở ngoài đây từ đây 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 dùng được rồi chứa qua cái này là nó bắt đầu nó chết queo hết trơn này đây là ông ông giang sancho ông tắm trong cái đó để cho nó xử lý vấn đề da eczema asli foot asli foot là những cái phân mấy cái nấm á cái chân bị bị nấm ăn á hay là bị cái da khô đó thì cái vi sinh học này xử lý hết trơn à thì ông tắm trong đây thì bây giờ bạn biết công nghệ gas rồi nó còn ngon hơn cái này nó dễ hơn cái này nữa công nghệ gas đồng một cốc một mạng nó xử lý hết mấy thằng này nhưng mà ai chưa biết về công nghệ gas dùng một cốc một mạng để xử lý hết mấy da khô vấn đề về da này nọ về về Ashley food thì thì dùng cái này Bạn thấy nó quá đơn giản không? Cuộc sống đơn giản quá phải không? Da khô này nhiều nơi bác sĩ không xử lý được hết trơn ấy. Nhưng mà bạn tắm vào vi sinh học rồi nó đi Hay là công nghệ nghe sẽ đi Bạn không nghe mà nói nó nha Đi giả thuyết thôi Thì muốn tăng cường màu sắc tự nhiên Thì cái thằng này là ai đai nè Ai ớt nè Ai ớt cái bị sinh học là những mấy cái mà ghiêu biển á, biến nó thành phân chất lỏng á, thì voilà thì cây nó màu sắc hơn mà cây có màu sắc hơn mà con người nó màu sắc hơn nó ngon hơn con người cần rất là nhiều ai ớt con người cần rất là nhiều ai ớt để cho khỏe mạnh nên khi cây nó đủ dinh dưỡng đó con người sẽ đủ dinh dưỡng đó nên nên, nên phải ăn đầy đủ ăn cá biển ăn sò so ăn cá mòi này nọ tôi lấy thêm một cái ai ớt đầy đủ hơn con người sẽ khỏe mạnh hơn thì rong biển nó đâu ăn rong biển cho nó đầy đủ dinh dưỡng cho cái ai ớt quan trọng là cái ai ớt này cần rất là nhiều nên con người ăn thêm rong biển mấy cá cá biển những cái cá sò đi nữa nó nhiều Con cá mát cá hồi không cái mà cái mát, vào, cái cái mát vào, phải cá hồi nói chung là ăn cá biển đi mà ăn gông biển đi tốt cho con người và lấy những rong biển mà nào ghẻ ghẻ về đó, để biến nó thành phân lỏng phân lỏng á phân lỏng á để tưới cho cây và tưới mà con và con người sẽ lấy lại dinh dưỡng đó. Nếu mà cây cối mình trồng á, mấy rau mình trồng mà không thiếu dinh dưỡng mình ăn mình cũng thiếu dinh dưỡng theo luôn. Tại nhiều người không hiểu biết những mấy rau cải mình ăn hiện tại bây giờ mấy con chăn nuôi mình ăn bây giờ tại nó cái cây nó không đủ dinh dưỡng thì bạn sao có đi dinh dưỡng được? cái đất nó không có dinh dưỡng là sao? cái cây nó có dinh dưỡng được và cây không đủ dinh dưỡng làm sao mấy con gà, con heo, con bò, con trâu Nó ăn đó đầy đủ dinh dưỡng được? nó không đủ dinh dưỡng mình ăn mấy cái nó làm sao mình có đầy đủ dinh dưỡng được? tại sao người ta bệnh? bệnh đúng là phần về mắc cân bằng cảm xúc. thì Kes nói 90 mấy phần trăm bệnh bị mắc cân bằng cảm xúc. ông Linus Pauling nói bệnh về 100 phần trăm thiếu dinh dưỡng. thì bây giờ khi mình làm nông nghiệp tự nhiên cho những cái chăn nuôi và những cây cái rau cái cải trái cây nó đầy đủ dinh dưỡng thì cái bệnh của người cái cơ bản qua đó biến đi từ từ cái chân đi sau tại con người thiếu dinh dưỡng mình đưa họ dinh dưỡng cho lợi qua cải thiện đất đai cho lợi và cung cấp dinh dưỡng nó thiếu và bây giờ thêm công nghệ gen nữa chắc cân bằng cơ thể và cảm xúc thì con người giữ được cân bằng cảm xúc vừa được đủ kim loại nó cần giờ bệnh nó còn tồn tại nữa hay không bệnh ngu nó vẫn còn cái này không trị được nhưng mấy bệnh khác nó trị được chỉ một góc một mạng có thể xử lý được từ 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 đây là phương pháp để làm cho lưu bình cho đam sofer một trong lít lưu bình nó rất là dễ dàng 25 cân lưu Quỳnh. bạn mua cái bao á cái bao rất là lớn á cái bao 25 cân á về xử lý hết trơn luôn thì em xúc xúc một 98 phần trăm nha việt nam mình có xúc 99 hay một phần trăm dùng 99.9 phần trăm đi dùng xúc 99 trăm xúc natri á 20 cân 82 lít không cần file không cần đá hay chứ để làm cho cho đam sofa có cái này dưới có đất sét đỏ thì được muối biển cũng được nữa không có đó không sao hết trơn á bạn đã biết <laughs> bạn đã biết về công nghệ gas yes rồi nếu bạn bỏ xúc thêm như muối biển trong đó Đắc sét pha lê bạn biết kết quả như thế nào mà phải không đó tại sao mà khi họ làm lưu huỳnh á với xúc tại sao nước nó trong tại sao họ bỏ bột pha lê với muối biển trong trọng đất xét đỏ trong trọng nó làm cho cái dung dịch lưu huỳnh nó nó, nó trong nó trong tại vì nó biến thành ghe sách trơn ông nội rồi để mấy người đó không hiểu biết khi bạn bỏ mấy cái thằng này thêm nó biến thành ghe sách trơn nên nước sẽ trong hơn khi bạn không có những mấy cái file light đã đỏ này với muối biển trong trọng thì nó không có trong bằng nó còn lưu quỳnh, nó còn nổi 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 khi bạn bỏ chung cái đống này trơn vô đó, nó có nhiều hơn thì nó biến thành ghe một đống tập cẩm thì nó sẽ nước nó sẽ, lưu bình nó trong hơn khi nó trong hơn á bạn xịt nó không bị nghẹt tại không bạn cái quan trọng lớn nhất của họ là khi bị dùng cái dư, dư lưu bình để xịt á nó phải trong không trong là bạn dùng cái máy áp lực máy thuốc thiết máy thiết bị mà xịt thuốc thì sâu nó sẽ bị nghẹt hết trơn à nên họ cần nước trong nên họ dùng phải dùng cái nước ở trên họ bỏ những cái nghe xuống dưới nhưng bây giờ bạn là hiểu biết thêm về công nghệ nghe rồi bạn sẽ tận dụng cả hai luôn nhưng bạn cần những cái này để làm cho cái nước ở trên nó trong nó không bị nghẹt bỏ bỏ đá bỏ những cái những cái đá mềm á bỏ đất sét trong trọng nhiều bỏ muối biển trong trọng cho nó biến thành nghe và nó nó, nó bóng những mấy cái 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 chất cái trong nước đi nó bơi 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 bơi, bơi cơi, cơi, cơi trong trong hết trơn á cho lắng như đá hết trơn á đằng khi mà dùng không dùng cái cái lưu hình này nó không bị nghẹt Đây là cách nè, bạn phải lưu ý, súc, nó rất là độc, đừng có hửi vào, làm ở trong môi trường ngoài cho thoáng, luôn quên cũng vậy, đừng có hửi nó vào, làm rất là cẩn thận, mang bao tay, mang mắt kính, đủ thứ hết trơn, mang cái khẩu trang vào, Khổ... nhất là khẩu trang mà nó lọc ra những mấy cái chất nhỏ đó chứ không phải mà khẩu trang mà mang cái lệ thôi. Thì sau này trong cái video sẽ hướng dẫn dễ dàng hơn và nhìn xe qua cho vui thôi. nói chung là khi bạn bỏ xúc vào dưới nước ấy, nó rất là nóng nóng ơi là nóng nên bạn xoáy nó lên từ từ cho nó đều thôi à pha nó vô hết trơn pha mới chắc đó trơn bỏ nước vào xoáy nó lên xong nó biến thành màu khác nè nhà bỏ họ lọc cái từ 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 nè cái bỏ hũ khác để dùng chắc các là điều nó màu thay đổi nói chung là họ bỏ chắc họ bỏ mấy cái, cái cặn ở dưới cái cặn là hàng quý đó <laughs> cặn là hàng quý đó bây giờ bạn không dùng lưu huỳnh mà trường dùng cái trường lưu huỳnh nè cho mấy người còn học công nghệ gas khoa học cash plus mà họ dùng lưu huỳnh trong phương pháp này để xử lý mấy con sâu bây giờ bạn biến cái lưu huỳnh thành cái gas bạn dùng lấy cái nước bạn tưới bạn dùng cái trường đó thì cái trường lưu huỳnh sẽ đuổi mấy con sâu hay không và bạn sẽ giảm đi cái chi phí sau này bạn không dùng cái lưu huỳnh quá chất nữa thì bạn dùng cái lưu huỳnh quá chất này lưu huỳnh này trong cái trạng thái trong cái trạng thái vật chất của nó nó phải bấm mấy con này con nọ thì nó có thể né được nếu bạn dùng không dùng đất mềm hay không dùng chất ướt để bấm nó bây giờ bạn dùng cái trường thôi à bạn dùng cái trường lưu huỳnh mấy con đó nó né đâu bây giờ bạn tưới cái này khắp vườn cái trường lưu huỳnh khắp nơi hết trơn rồi mấy con sâu mà không thích cái trường này nó né đâu bây giờ đó hỏi đố đó. nên khi đó tại sao mình nói để hiểu được dùng công nghệ nghe như thế nào, lúc giai đoạn nào dùng nghe gì, bạn phải hiểu về nông nghiệp tự nhiên, khi hội hiểu được nông nghiệp tự nhiên và cái quá trình phát triển cây, bạn sẽ biết dùng nghe gì, nào để phù hợp cho nó. Đây hơi đang lọc ra nè, lọc lấy nước ở trên để bỏ ở cái dưới, lọc có để mấy tay nhỏ nhỏ. khi mà với chữ lưu huỳnh á phải có súc trong trọng nha. khi nó có xúc các bạn phải dùng mấy cái cái hộp nhựa rất là dày á HPDE á nhựa cao cấp á đừng có nhựa hạ đẳng bạn dùng hai đẳng là cái chừng cái hộp của bạn là tiêu đời luôn á mà cái xúc này không hại gì môi trường hết trơn á xúc xà bông khi bạn tưới trong vườn của bạn á trong vòng một tuần là mấy cái vi sinh học nó phân hủy hết trơn à mấy cái hóa chất mà mình dùng trong khoa học hiện tại bây giờ nó ở lâu dài lắm xà bông lưu huỳnh thảo dược trong vài ngày là những cái vi sinh học nó phân hủy hết trơn à nên khi bạn dùng cái chất ướt á với nhiều vi sinh học quá đó là nó không hiệu quả tại vi sinh học nó phân hủy hết cái chất ướt hết trơn không còn chất ướt nữa không còn thành lưu lưu huỳnh hay là không thành không còn cái gọi là chất xúc không trọng nữa nói chung là vi sinh học nó sẽ phân hủy hết trơn ra nên khi mà dùng chất ướt chứ vi sinh học phải dùng rất là ít vi sinh học dùng nhiều vi sinh học quá nó sẽ phân hủy chất ướt đó thì chất ướt nó không còn hiệu quả nữa đây là cách để hướng dẫn dùng như thế nào sau này các bạn làm rồi hiểu được rồi thì mới nhớ cái này chứ đọc cái này mà không biết dễ bị quên lắm nói chung là phải biết dùng vừa đủ thôi đừng quá mạnh quá đừng quá yếu quá vừa phải thôi mà nếu mà dùng dùng cường độ yếu nhất rồi nâng lên từ từ đây là cho bạn biết cái cơ bản khối lượng để dùng như thế nào muốn làm như lưu huỳnh bao nhiêu thì 100 lít 5 lít thì đây cho bạn biết thì dùng cái sơ đồ này để cho bạn tạo cho bạn biết nó dễ dàng hơn cái cái chiếc xít cái miếng ăn gian đang biết tạo số lượng là phù hợp Tại có nhiều người không cần 100 lít đâu họ chỉ cần 5 lít thì quá đầy đủ rồi đi dùng cho một năm rồi thể được hỏi dùng 5 lít thôi cuối cùng là phương pháp gọi là làm cái thảo dược dùng cái thảo dược để xử lý mấy con sâu cái thảo dược này một số phần là từ Việt Nam mình cũng có nhưng một số không có sau này bạn làm nông nghiệp tự nhiên là chồng mấy cái này đi thì có là sử dụng luôn như cái thằng này là nghiên cô những nguyên cổ nước ngoài á cái lá cái lá này nè Việt Nam mà không thấy nước ngoài Nhật cái đầy đủ luôn nước ngoài quá hiệu quả để xử lý nhiều con sâu thì cái này rất là đơn giản khi bạn có rảnh để đọc qua cái này để cách ta làm cái thảo mộc nói chung là bạn dùng cho Chứ pha rất là ít, từng 3 cho 20 lít của cái thảo dược cho 500 lít nước pha ra để sử dụng. Thì bạn dùng những cái thảo mộc tự nhiên nó có một số à, nó sẽ hướng dẫn cái nào, cuốn sách nó hướng dẫn dùng cái thảo mộc nào cho cho cái cái nào thì trong cuốn sách này một chút xíu nó nó biết dùng cho dùng cái thảo mộc nào để phù hợp. Thì bạn phải tự cân biến, bạn phải làm người chuyên cứu để cho cái thảo mộc ở địa phương của mình. Tại vì đa phố phương pháp này cho Hàn Quốc cái này bạn muốn dùng nước Mỹ nước khác để bạn dùng cái mấy cái thảo mộc ở trong cái địa phương của mình mới có dài đó để xử lý cho mấy con sâu địa phương của mình đây là những dạy làm không khó lắm chỉ cần mất nhiều thời gian thôi mà cái nồi gạt là lớn chừng năm sáu tiếng gì đó để, để cho nó sôi năm sáu tiếng từ từ sau đó bỏ cái chai lọc cái lại nói chung là phương pháp này rất là đơn giản, quan trọng là biết dùng cái thao mộc gì. Cái đây là một cái máy lọc để xịt cho nước. Nếu bạn có chỗ nào lớn, thí dụ đi một hecta hay là mấy màng cái mét vuông, cái này đầu tiên nó tạo để lọc cái lọc vi sinh học, để tạo một cái hệ thống để xịt vi sinh học nó dễ dàng hơn. Sau này bạn thay thế không phải chỉ dùng vi sinh học mà dùng cái vừa vi sinh học, kiểu lưu huỳnh vừa sợi bông. Nói chung là do cho một cái hệ thống này bạn tưới hết trơn cho nó nhanh hơn, dùng cái máy áp lực để xịt cho nên hiệu quả cho nó nhanh dùng cái thùng chứa rất là lớn thì bạn có thể tạo những cái hệ thống này sau này bạn làm chuyên gia hơn để cho xử lý khoa học hơn và hiệu quả hơn và rẻ hơn và nhanh hơn giảm đến tiền công xuống cho lợi và cái này sẽ dạy bạn làm cái hệ thống như thế nào và Việt Nam mình đủ người đủ thông minh mà thể tạo những máy này không khó đây những cái kênh báo khi bị dùng thuốc trừ sâu của trà đam không phân là làm như thế nào nó hướng dẫn nên trước khi dùng mà phải đọc qua những kiến thức cơ bản này để hiểu biết đừng có dùng quá nhiều lưu huỳnh đi cho chết cây á cũng nhiều bạn đi nước tiểu mà tái đến đi xử lý nhiều nước tiểu quá cây cũng chết thì lưu huỳnh bạn nhiều quá thì cây nó cũng chết mọi thứ cái gì cũng vừa phải thôi cái này không có liên quan này tới cái thảo dược hay lưu huỳnh cho mọi thứ trong cuộc sống mọi thứ vừa phải thôi quá nhiều không tốt đây cho mà khuyến sử dụng thuốc trừ sâu tự nhiên cái cơ bản này học qua để để cho biết không làm nên không nên làm cái gì phun thuốc khi trời ấm là nó lâu dài hơn chứ phải khi mà nó nóng một vực vỡ ví dụ đi phun phun từ buổi sáng hay buổi chiều chứ không phải ngay buổi trưa đây những cái kiến thức cơ bản để giúp cho bạn khi mà phun thuốc trừ sâu nên phải dùng thời buổi nào buổi sáng buổi chiều buổi trưa cũng được nữa tại vì bạn rảnh lúc nào là thời cơ tốt nhất thà bạn phun không phun phải không dù rảnh buổi trưa nó không tốt đó thời điểm không tốt nhưng ít cao bạn phun chứ không phun luôn thì nó tệ hơn nên thời điểm tốt nhất là thời điểm bị bạn được rảnh để làm tốt hơn bạn làm buổi sáng hay buổi chiều và phải dùng nước mì mới được thì bạn đọc qua hết mấy cái này đi Bạn lưu ý Đây là những mấy kiến thức Mấy cái, cái cơ bản cho bạn làm Thì bây giờ bạn đọc Đọc cũng vô dụng Cho bạn chưa thực hành Khi bạn đọc thực hành Đọc mấy cái này cho nó nhớ lâu dài hơn Khi này kiến thức cũng cơ bản Bạn muốn biết là Rửa sản phẩm trước khi ăn Nếu vừa phun thuốc Khi thu hoạch thì không cần trước nhiên phải thu trước khi thu hoạch phải rửa chứ bạn đang tưới phân con người hay tưới, tưới nước tiểu ngày mai bạn đi ăn nữa mà không rửa cái người không rửa thì nói chung là tùy theo người đi tôi ăn là tôi rửa thì à. bạn và tôi tôi xịt tôi xịt nước tiểu trong chậu nước phân con người bạn hái và thu hoạch mà không rửa thì thôi hên xui cho bạn đi thì những ý thức và kiến thức cơ bản không cần tài, không cần nhắc nhở đến phải không thì đây, đây cũng nhắc nhở nè thời, thời, buổi, thời, thời buổi nào mà nó phù hợp nhất thời buổi ẩm chứ không phải đang mưa đang mưa ào ào bạn đi qua bệnh xịt cái đó là bệnh ngu bạn uống thêm một cốc một mạng đi thế anh phải dùng common sense dùng mấy ý thức kiến thức cơ bản để biết đi áp dụng như thế nào nếu mà không có những mấy cái đó thì đọc mấy cái này để cho biết cái kiến thức của ý thức cơ bản nhất là xịt buổi tối buổi chiều không khi nó ẩm chứ không phải ẩm khi nó mưa ào ào trời gầm xét xét đi ra đi xịt hay là trời nắng gịch gỡ ra ngoài đi xịt đây là khối lượng thành phần để sử dụng cho bạn kiếp cái sơ bản qua để so sánh là vừa vừa dùng chất ướt chất lưu huỳnh thảo dược vị sinh học bao nhiêu tỷ lệ với 500 lít pha như thế nào bao nhiêu lít đó thì cho bạn xem sơ qua đây là những cái chai nói chung là khuyến khích cho mọi người là trước khi thực hành cái trước kỳ sâu này đó là một cái chai nhỏ xịt một cái khu nhỏ chứ không phải tạo thí dụ đi oh yeah tôi đạo được thuốc trừ sâu này bây giờ tôi xịt hết một một ngàn hecta của tôi bạn đi chưa thí nghiệm ở khu nhỏ mà xịt một ngàn hecta là thích cha bạn luôn á nếu mà nó ngoài ý muốn nên phải dùng một chai nhỏ thử nghiệm một khu nhỏ hay là một con sâu nào đó xem là hiệu quả hay không chứ không đem một ngàn hecta của mình ra đi chơi xịt xanh láng luôn xem hiệu quả hay không anh xui nên dùng một cái chai nhỏ kiếm một con sâu nào muốn xử lý xịt nó xem như thế nào tại một phần lớn của chợ đam là biến mỗi người thành một người chuyên gia nguyên cứu thuốc kỳ sau quá trơn. chứ không phải cho một người chuyên nghiệp giáo sư tiến sĩ giấy gì hết trơn á này ai cũng làm chuyên gia hết trơn á họ chỉ cần một chút số công cụ có đi đi làm những cái trải nghiệm trong nhà bếp của họ để xác nhận tôi làm những cái thảo dược này nè những cái, cái tỷ lệ này nè độ này nè nó hiệu quả hay không với con sâu tôi mới đang xử lý thì đích thân bạn đi trải nghiệm đây là những công cụ bạn có thể cần cho biến thành bạn thành một chuyên gia mấy công cụ rất là đơn giản cái cân mấy cái kính cái hũ thủy tinh đặng pha này nọ mấy cái đĩa nhỏ đặng vai bạn chia ra nhiều phần để xử lý cái đường độ khác nhau mấy cái chai xịt cái điện thoại để tính máy vi tính là tính tỷ tí lệ ống hút nói chung là mấy cái mấy cái này rất là đơn giản bạn đọc qua xem nếu mà ai muốn đi sâu sắc hơn để trải nghiệm Nhất là mấy cái vườn 1 2000 ngàn hecta Khu lớn bạn muốn làm chuyên gia hơn Để biết xử lý vấn đề của bạn Tại mấy cái đồ quá chất Thuốc trừ sâu không xử lý được Nhất là mấy con sự sâu cho mấy con ăn cà phê đó Quá chất bây giờ Quá chất bây giờ không xử lý được Nhưng cái trà đam xử lý được Đây Có Khoảng một triệu đồng thôi Đây là cách hướng dẫn cho các bạn cái làm những mấy cái cơ bản thành biến thành chân da nói chung là nhiều cái cốc khác nhau cái này những cái chai những cái tỷ lệ khác nhau khi bạn biết hòa hợp như thế nào cái nào chứ và bây giờ bạn cái cường độ nó phù hợp không đầu tiên là pha lưu huỳnh hay là những cái thảo dược thảo dược nào sau đó rồi biết cường độ nó là thử cái chân thì sao mà thử nghiệm thì bạn sẽ biết chính xác cái cường độ của nó và cái tỷ lệ của nó và pha thằng nào với nào nó phù hợp thì bạn bỏ cái chai nhỏ nó mới này thử nghiệm thì cái này, này, ai cũng làm chuyên gia được cái trên thì bây giờ cái này cho bạn biết một cái sơ qua thôi với cái dung dịch của thuốc từ sâu tự nhiên có thể làm như thế nào đây là kiểm soát dẹp bằng cái thảo dược là 500 lít nước 500 lít sập với này 500 lít nước cộng 5 lít xà bông là cái làm chắc làm ướt cái wedding agent ấy. thêm 5 lít thảo dược của cúc vũ thì sẽ xử lý mấy con diệp được thì cho thấy mấy con diệp trên que hết trơn trên lá và dưới lá ở à đây cho thấy nè giờ, giờ Việt Nam mình về về nông nghiệp thì vào lúa thì cho Nam sẽ thấy cho bạn chia sẻ mình sẽ chia sẻ mấy thí vụ thôi à đầu tiên là mấy con diệp sau này trồng lúa và trồng cà phê ba cái đó muốn sâu sắc hơn thì đọc trong cuốn sách thì nó cho biết hết chi, chi tiết thi trong trọng dùng cái lì gì thảo dược gì phương pháp gì tỷ lệ gì để xử lý con gì thì nó chia sẻ đầy đủ hết trong cuốn sách Trà đàm hết trơn lúa nè nó có bị bệnh của nó thì trong Chợ đàm sẽ xử lý bệnh bacanai cho việt nam không biết tên gì nói chung này. Đây là đây xử lý bệnh dùng pha lưu huỳnh năm trăm đến một ngàn lần trong cái uh, thời, trong cái khoảng chừng nói chung không có nóng lắm ở trong cái môi trường cái độ môi trường thôi à và ngâm mấy cái hạt giống 48 tiếng thì lưu huỳnh ngâm với bốn mấy tiếng là mấy cái bệnh mấy cái hạt nấm mấy nhiều chúng là xử lý các nhiều bệnh tại lưu huỳnh xử lý nhiều thứ khi bạn dùng cái lưu huỳnh pha lỏng bạn ngâm mấy cái hạt giống việt nam bây giờ khi mà họ ngâm hạt giống là họ bỏ những cái hóa chất họ mua 500 trăm ngàn trong cái bọc gì đó thì bây giờ bạn không cần dùng cái hóa chất đó nữa bây giờ bạn cần ngâm lưu huỳnh với cái hạt thôi là xong nếu mà ai đã trồng lúa đã biết rồi khi bạn trồng ngâm lúa phải mua cái hạt cái bao cái bọc nhỏ rất là nhỏ 500 trăm ngàn gì đó để 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 pha lỏng cái nước để ngâm cái hạt lúa để nó không bị lớn là bị ăn bị này bị nọ thì bây giờ bạn chỉ cần lưu huỳnh rất là rẻ về nên chi phí của nông nghiệp bây giờ nó sẽ giảm đi rất là nhiều đây ngâm trong cái bọc nylon 48 tiếng làm cho nó khi mà nó nảy mầm nó không bị bệnh này nọ bây giờ bạn biết công nghệ GS yes nhé, bổ sung thêm mấy cái khác nữa, nên sẽ nên nảy mầm nhanh hơn và hiệu quả hơn, tỷ lệ nhiều hơn luôn nữa. bạn có quá nhiều bí kíp đi. sau này mình hy vọng có một khu giống như này khi mà mở cái chỗ của mình ra, thì lúa nhìn mênh mông luôn, và những cái nhà này nuôi nó thì mới là thật sự là hai lúa. thấy người trung người Hàn Quốc cái tầm nhìn nó rộng rãi hơn, cái đường đi rộng rãi hơn. Việt Nam mà cái, cái tầm nhìn hẹp hòi làm cái đường đi cũng thấy tự ái luôn. Nè, mấy con này nó ăn mấy cái lúa nè thì xử lý nó luôn hết trơn. Bạn chỉ cần chất ướt, lưu huỳnh và dầu dầu canola đây trong tiệm bán rất thường xuyên chỉ cần 3 lít của chất ướt nửa lít của lưu huỳnh và 3 lít dầu là sẽ trong đó và để khuấy lâu vậy với cái 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 khoáng cho 10 phút và xịt nó vào dưới nước cái đây nè là chết cha mấy thằng đó hết trơn chết cha chết nội chết tổ tiên nữa hết trơn cái này là chắc ướt lưu huỳnh với dầu bạn pha mấy thằng này chung với nhau á nếu mà ai mà chưa làm qua đó bạn pha lưu huỳnh với xà bông á ôi ôi hôi không thấy ông nội luôn á mà nó nó đặc hơn nữa biến thành đặc hơn nếu mà ai chưa làm qua chưa biết <laughs> giống cái này nè <laughs> đầu tiên mình làm qua trời tôi tưởng là làm sai lầm cái gì mà nó hôi ơi là hôi luôn thì làm qua một lần để bạn thấy thành cái cái chất này nè, bạn bỏ cái nước kia thì mấy thằng đó tới queo well hết trơn Một lít chỉ một lít chỉ tốn kém hai chục ngàn đồng thôi à, hai mươi hai hai ngàn đi, không bao nhiêu tiền hết trơn á. Và bệnh khác của cái ăn cái này mà nó bệnh trong lúa nè, xử lý rất là dễ dàng, chỉ cần chất ướt quỷ lưu huỳnh thôi là xong. Xà bông với lưu huỳnh là xử lý mấy thằng này mấy hạt này cuối cùng mấy cái hạt cà phê hạt cà phê bị bệnh mấy con này mấy con weaver bây giờ nó xử lý không được Việt Nam mình thiệt thòi nhiều nơi thiệt thòi mà họ không xử lý được dùng cái thuốc quá chất nhưng cái trà đam xử lý được cho hạt rất là đẹp thì nó dùng phương pháp như thế nào rất là đơn giản cái này là trung pháp pháp trong cuốn sách mới nhất nhưng cái này cuốn sách của mình không có nên mình ăn cắp trong cái video. Đem ra chỉ cần chắc ước, lưu huỳnh, cái thảo dược. Thảo dược thì không cần. Thế chỉ cần cái này nè. Xà bông, lưu huỳnh, xúc và đất. Đất mềm, đất sét gì đó, bạn muốn dùng như thế đó. Đất, xúc, xà bông và và lưu huỳnh và xà bông bốn cái đó sẽ xử lý được bạn pha theo cái tỷ lệ ở đây nè là xử lý được đó là bí kíp đó. ai mà trồng cà phê đừng có nghe cái video này đây là giả thiết thôi nha thấy quá đơn giản hay không thì cái này cũng cho bạn biết cái chi phí rất là thấp trong cái làm nông nghiệp hữu cơ là nó sẽ tốn một năm á một năm sẽ tốn khoảng chừng đây nè 4 10.000 lít cho cái dung dịch thuốc thì sâu tự nhiên á thì nó khoảng 2.000 đô 2.000 bản đô là khoảng chừng 7 đô cho 4.000 mét vuông bạn thấy nó rẻ không nè, mở lớn cho mấy người có thể đọc luôn nè 4.000 lít cái dung dịch thuốc trừ sâu tự nhiên với 2.300 000 đô 2.500 đô xỉ cho 4.000 mét vuông trong một năm thì đối với chi phí hiện tại bây giờ nó ghẻ ghề luôn nếu bạn dùng mấy cái quá chất này nọ thì hiện tại bây giờ nó nhiều hơn rất là nhiều thì đây là vài chia sẻ về người dịch đây là trang web của Facebook của cô ta ở Cà Mau thì đây là những đề nghị để thay đổi xét đỏ và những cái file like phải kiếm cái gì thì họ dùng cái đá thì mọi người sẽ đọc này hiểu thêm về hoàn cảnh Việt Nam để phổ biến nghe nhiều hơn thì người thông dịch cuốn sách này thì cảm ơn người đó có đỡ hơn không thì cô ta lại ở Cà Mau nông trại 90 thì đây là ở Cà Mau thì ai có thể vô trong Facebook đó để kiếm thì xem xét và hỏi thêm Ok thì mình cảm ơn mọi người thì ai thắc mắc gì có thể hỏi thì mình xong trình bày hết trên rồi thì đây để xem xem qua thôi chỉ cái buổi đồ, phần đầu tiên xem qua những kiến thức cơ bản thì ai mà tham thích về nông nghiệp thì nên xem chi tiết hơn Như là đọc cuốn sách đó và xem những cái trình bày của mình mình để trên Google Drive rồi nên đó đọc qua lại kỹ hơn những gì mình cần tiếc cần thiết tiếc cũng được nữa tiếc thì không đọc cần thiết thì đọc qua hết sau này mình cắt ra nhiều mấy giai đoạn ngắn hơn nhưng mấy cái phần chủ lực để cho bỏ trên cái Facebook trong cái nhóm hướng dẫn cho mấy người có thể đọc tim trong nhóm hiện tại bây giờ những cái chủ lực đó bốn phương pháp chủ lực như là chất ướt lưu huỳnh xà bông làm như thế nào là có bằng phần tiếng Việt rồi về cái người đó người dịch cũng đã làm qua rồi mình có ăn cắp một số ví đó bỏ trong cái hướng dẫn trong cái white flower garden is awakening thì mọi người có thể vào đó để xem phần tiếng Việt cho ai đọc phần tiếng Anh thì xem phần tiếng Anh hết trơn à Nói chung là trong nhóm đầy đủ hết trơn rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái góc độ khác cho mấy người học hỏi nếu mà muốn đi trên đường nông nghiệp tự nhiên và chi phí rất là thấp thì có một cái giải đáp thực tế để đi thực hành chứ không phải là giả thiết cái phương pháp Hàn Quốc chợ đam nó, nó hiệu quả nhất tại vì nó có thể giải quyết một một vấn đề mà mấy phương pháp không giải quyết được đề là thử xử lý được mấy con sâu mặc kệ bạn làm phương pháp nào con đường đi nào mà không xử lý được mấy con sâu thì bạn sẽ thất bại thôi cái Hàn Quốc thành công chủ trong chợ đam tại vì nó xử lý được mấy con sâu cái thật tế nhất để giải quyết cho vấn đề sau đó cải thiện đất đai đi từ từ khi bạn cải thiện đất đai đi từ từ một thời gian thì bạn không cần dùng mấy phương pháp đó trong thời gian bạn đất nó chưa cân bằng bạn không cải thiện lại bỏ dinh dưỡng lại bỏ vi sinh học lại sau một thời gian 5 năm 10 năm đất sẽ thành đất tốt đất mềm phong phú rất là mỡ mèo thì bạn không cần những mấy phương pháp này nữa nhiều nó tự cân bằng nhưng bạn chỉ cần hỗ trợ gần rất là ít trong giai đầu thì có thể can thiệp nhiều hơn trong 5 năm, 10 năm khi thực hành thì bạn không cần can thiệp nhiều nữa. Ok. Cho phép mọi người unmute. Nãy chưa mở cái máy cho mấy người tự mở cái máy <laughs> để ai muốn thắc mắc gì thì hỏi hay là viết. Thì mọi người đã thấy rồi nó quá đơn giản đi phải không? nhất là khi bạn đã biết về khoa học cash plus mà về công nghệ gas thì hiểu cái nguyên lý cho đam sâu sắc hơn cho chị hỏi một cái ok à, hồi năm rồi á chị cũng à, lúc đó chưa có có ý định nhưng mà thấy có người chỉ á, nên cũng lấy mấy cái rác à, nhà bếp nó giống như là rau rồi lặt ra xong rồi rác, giỏ trái cây vỏ cũ rồi đó cái chị bỏ vô một cái thùng 20 lít đó, thùng nước sơn đó, chị đậy nắp lại bây giờ chắc cũng cỡ hơn năm rồi bữa chị mở ra chị thấy nó biến thành nước hết trơn rồi màu đen bây giờ chị lấy cái đó chị pha ra chị xịt được không được trong cái CC hiện tại bây giờ nó gọi là garbage enzyme khi mà chị để một năm không phải là garbage enzyme mà không khác biệt gì gọi là giấm nếu mà chị bỏ đường trong chổng nữa thì thành giấm nếu mà chị không có bỏ đường chị là thành phân bón chất lỏng nếu chị không bỏ đường thành phân bón chất lỏng nếu chỉ bỏ đường trong chóng thành gọi là giấm à, vậy không có bỏ đường vậy bây giờ lấy ra pha cũng giống như là một năm đi ha thì chỉ dùng cái phương pháp chia sẻ hồi nãy trong phương pháp của Hàn Quốc á chị, chị làm cho một cái cơ bản để chia chia sẻ một năm hay một 100, tùy theo chỉ cần bao nhiêu Tại vì trong cái gác thực phẩm á một cái làm theo phương pháp phân bón chất lỏng hay là, là phân hữu cơ hay là cho những mấy con con con, con nó ăn thì cho con जू nó ăn phù hợp hơn một phần là lấy cái phân của nó để cung cấp lại cho cái vườn gạo và cái thịt con जू cũng cho mấy con gà con cá ăn và chất nước của nó thì cũng tưới gạo luôn được nữa thì cái ông gọi là Paul Olivier cái phương waste management để quản lý chất thải đó ông cho một cái phương pháp hiệu quả hơn nếu mình dùng cái pháp thực phẩm mình pha lỏng á đúng là nhanh không cần đi nuôi run không cần nuôi gà nuôi tụm đông gì chân á chỉ bỏ vô cái thùng nước để ngâm một xong năm để dùng một thùng nước bỏ trong chổng để quên cho một năm sau thì cái dùng được nhưng mà muốn tận dụng cái hiệu quả nhất tối đa nhất cái nguyên liệu mình có dùng cái gác thực phẩm đó một phần là cái nào mà dùng được nha chứ không con không dị ăn hết trơn nó không ăn quả trứng đâu thì nó ăn một phần gác đó sau đó nó sinh ra nó, nó nở ra nhiều cái nước của nó mình dùng tưới rất là tốt cái phân của nó mình sẽ bán ra thị trường hay là bổ sung lại cho cái cây rất là tốt xác à, của nó mình cho thức ăn cho chăn nuôi thì đó là một cách để chăn nuôi mà trong cái khép kín một cái hệ thống rất là chi thấp rất là rẻ ghề là phải nuôi dùn nuôi dương, nuôi dế nuôi gùi lên đen để cung cấp mấy cái thực phẩm đó mà mấy cái phân của họ mình dùng để trồng rau trồng cây cho lợi cái nông nghiệp hiện tại bây giờ Việt Nam á nó nó chia ra quá vậy nó không phải một cái hệ thể sinh thái sau này khi mình mình thực hành mình chia sẻ cho một người một cái hệ thái hệ thống sinh thái như thế nào nó kết nối hết mọi thứ chứ không phải ô con gà ở đây con bò ở đây giao cải ở đây trái cây ăn trái ở đây bạn phải kết nối thập cẩm ở trơn cho tạo một sinh thái tự cân bằng tự cung cấp ở trơn nó dễ về luôn đó là cái một cái, sinh thái vườn ao chuồng hả cấp chủ đủ thứ hết trơn nó phải cân bằng như thế chỉ con cái không cân bằng được là không phải thể bỏ giống như mình nè à, bỏ mấy con dê vô cái vườn nó xử lý hết mấy cái cây nhỏ chân luôn đến đó chỉ ăn thịt dê thôi chứ nói chung là có một cái mình không kết nối được con dê thì bỏ bỏ cho những cái chỗ mà nó là cái máy máy sản xuất phân á con dê là mỗi phá máy sản xuất phân rất là tốt nhưng phải để nó trên rừng trên núi hay chỗ cây lớn á chứ để trong cái vườn rau phía sau nhà mà những mấy cái cây nhỏ nó xử lý hết cây bưởi của mình cây bưởi cây cam cây mận nó đủ nó xử lý hết trơn cây sao nó không phải chỉ ăn lá mà nó cạp cái 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 cạp cái cái vỏ cây luôn nó làm cây chết hết trơn luôn mấy thằng đó chỉ cần ăn thịt nó thôi chứ không làm gì hết trơn á nói chung phải chọn đủ cái 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 kết hợp không kết hợp đúng là chết cây hết mấy cây nhỏ thì nhiều người không biết tận dụng những cái phân mấy cái phân như là phân dê nè phân thỏ phân nhiêu đủ thứ trong hệ thống đó quá đã luôn nè quá miễn phí luôn mà có thể dùng giúp cho mình bằng cỏ cho mình nữa có một thứ bằng có được quản lý cỏ nên không dùng máy cắt cỏ để cắt có mấy con máy phát cỏ sinh học cắt cho mình ở trên rồi nó trả thì mình để phân luôn nữa tại sao không nuôi nói chung Việt Nam mình chỉ nghĩ về sản xuất hoặc không nghĩ về chất lượng và cái hệ thống để cho cân bằng lâu dài và cái đạo làm người trong trọng nữa cho mọi thứ nó sống thoải mái Dê nó thích ăn cây sưa đũa trồng sưa đũa cho nó ăn à, Chị cho thấy dê của mình đâu có gì đúng ăn hết trơn á <laughs> nó không kỹ gì hết trơn á quốc cái trơn cái vườn luôn nên là lại nó luôn đó. mà nhẽo nữa giờ thiếu tình thương nữa <laughs> nên sau này mọi người sẽ thấy khi mình tạo một cái hệ thống sinh thái nó nói, chung là phải cần những cái máy sản xuất phân mấy cái máy đó rất là dễ về mấy người không không khắp mấy đất nuôi mấy con đất phải ăn thịt nha đúng như nhiều người thích ăn thịt dê thì mình nuôi dê nuôi thỏ này nó không phải ăn thịt của nó mình nuôi nó giúp cho mình giúp cho tạo hệ thống cân bằng cho lợi xử lý cỏ và cho mình là cái máy sản xuất phân nên mấy cái đó mình không ăn nhưng người có thích ăn thì có thể ăn muốn được có lựa chọn của họ mà đối với hệ thống của mình mình mấy con niêu mấy con này nọ mình cho trong trong cái hệ thống giúp cho mình để tạo phân và cân bằng mọi thứ với lại và máy cắt cỏ là máy cắt bỏ cỏ sống thì nhiều người không hiểu khi mà phải cắt cỏ thường xuyên mình thấy mấy người trồng nông nghiệp tự nhiên thấy chướng mắt thiệt á mình thấy cái cỏ nào mà nó dài mình thấy rất là chướng mắt phải phát nó trơn nó tạo cho một lớp gọi là lớp gọi là cái lớp sinh khối để cho nó giữ chất ẩm cho nó tạo dưới đất chứ không phải mà để nó dài đó là nông nghiệp làm biến chứ không phải nông nghiệp tự nhiên đầu tiên là không an toàn mà đi dỗ gắn cắn tùm lum ở trên nhất là ở việt nam của mình mình phải cắt nó thường xuyên cho nó thấp đầu tiên là để tạo những cái sinh khối để cho, cho, cho những vị sinh học mà trả lại cho đất cho cây cho cối đủ thứ hết trơn nói chung là mình nhìn thấy đất, ai mà cỏ tùm lum tùm la trên ngứa tài phải đi không thấy muốn lấy cái máy phát cỏ phát ra chúng nó trơn như đây ai cũng hiểu về nông nghiệp hết trơn, không có hỏi gì hết trơn thì tốt, quá tuyệt vời. Chắc tại vì chưa có thực hành nên chưa biết hỏi gì. Trời, đâu cần mấy ngàn hecta để thực hành đâu, chỉ cần một cái khủ giao trong cái nhà của mình để có một cái chồng giao sạch, mình chỉ cần mấy cây hành, giao thơm này nọ, chứ đâu phải cần đòi mấy ngàn hecta. đúng thì có thể phân hủy nó ra nhỏ hơn nó nhanh hơn để Việt Nam mình cho biết tận dụng sau này mình sẽ chia sẻ cho mọi người tiếng Anh gọi là cái máy wood chipper đúng có máy cắt cây cỏ để cắt cây chuối bầm chuối cho mấy con gà ăn Thế dùng cắt mấy con cỏ dại nó, nó, nhỏ hơn để nó phân hủy nhanh hơn và bạn có thể dùng cái máy wood chipper cái máy, máy cắt cái miếng gỗ nhỏ nhỏ đó đang bẻ cái phân quyển mấy cái cây có một số cây nó lớn rất là nhanh. Bạn chọn mấy cái cây đó một năm bạn tỉa một hai lần để làm cho mấy cái wood chip là mấy miếng gỗ nhỏ nhỏ đó, bạn có thể làm phân hữu cơ. Quan trọng hơn bạn dùng mấy cái đó đó để để xung quanh gốc cây để cho giữ ẩm, bạn để trong cái đường đi, làm cỏ cỏ dại không lên nó sạch sẽ nó gọn gàng và trong thời gian nó phân quỷ nó đưa rất như dinh dưỡng lại cho đất quan trọng là nó làm giữ đất ẩm cỏ không lên vì sinh học có thể sống trong trọng cho những cái đường đi của mình và nó cung cấp dinh dưỡng lại cho đất trong một thời gian một năm nó sẽ bị phân hủy Việt Nam mình có nhiều cây cũng giống như cây mình xung quanh đây nè cảm ơn công nghệ gas nó chết không chịu chết nữa cắt lên lớn lớn nhanh hơn hơn nữa nên công nghệ gas với mấy cái cây đó nó quá tuyệt vời đi một năm bạn có thể cắt hai lần Đang cho bạn có những mấy khối khối, lượng để làm cho wood chip để tạo cho đủ thứ tác dụng của nó hết trơn á ông trời cho miễn phí nhất là công nghệ gas làm mấy thằng đó lớn nhanh hơn bình thường nữa mấy cây mình cắt xung quanh đây nó lớn còn hơn con quỷ gì nữa có bạn bạn can Kalanu hỏi sao em trồng cây ở nhà một thời gian nó chết hoặc héo khô là vì năng lượng của em và môi trường không tốt phải không anh? Nói đơn giản nè, nếu mà em trồng em trồng cây sa mạc cũng chết nữa, em hỏi lại cái đạo sống của em như thế nào đi, hay là em nấu nước mà còn khét nữa đó, nhiều người nấu nước mà còn két hay là trồng cái cây mà sa mạc mà nó còn chết nữa thì em hỏi lại tại sao nó phải chết cây đó không tưới nước một năm nó còn sống nữa, mà tại sao mà bạn nuôi nó bạn nó vẫn còn chết thì quan trọng là cái cây trong cái môi trường bạn tiêu cực quá cái cây nó sẽ chết, chết theo luôn tại sao người tiếng anh gọi là nguyên tâm ngón tay xanh nhá ngón tay xanh không phải vì bạn có khiếu tại vì bạn cái khiếu thì có thể nói một câu giải thích lơ là quan trọng là cái tình thương của bạn có cho cho nó đó cái đạo sống của bạn đó bạn sống tích cực bạn quan sóc bạn sống bạn sống quan tâm lo lắng cho nó cái tình thương của đó thể nuôi cái cây đó nuôi linh hồn của nó linh hồn sẽ nuôi cái xác của nó chứ chưa nuôi xong chưa trồng xong mà nghĩ mà làm sao mà xào nó thế nào rồi thu hoạch như thế nào rồi thế là bạn sĩ u việt nam là lúc nào cái đầu óc cũng vớ vẩn ở trên cái trồng đúa đó trời ơi trời mua Đúa cho ta sập nó sẽ ngã con sâu ăn nó đủ thứ suy nghĩ vớ vẫn linh tinh tùm lum ở trên mà cây sao nó phát triển được đầu tiên là cái tình thương không có đầu óc sẽ lo lắng vớ vẩn không không à khi mà đầu óc các bạn sản sản khoái cỡ mở tình thương lo lắng chăm sóc thì cây sẽ phát triển rất là mạnh đó tại sao cái khiếu cái chiếu vì cái tình thương của bạn cái cái sống tích cực của bạn chứ phải tiêu cực cô nhung này nó trồng cái gì cũng tốt thì hy vọng nó, nó phát triển mạnh mẽ chứ không phải mà chỉ tồn tại thôi cái mình đang áp dụng để hướng dẫn cho mọi người chồng mấy người trồng những cái cây nuôi mấy con gà mấy đồ thứ là nó gọi là xoay với thrive chứ không phải là tồn tại và nó sẽ phát huy cái là mạnh mẽ thì trong nông nghiệp khi mà có tình thương có chăm sóc tình thương chăm sóc qua cái đạo sống của mình á mình sống lạc quan tích cực trong sáng á, thì cây nào cũng được cái dụng tươi sáng theo ở trên ví dụ đi người ta không hiểu cái môi trường ảnh hưởng như thế nào nhất là mấy người xung quanh của mình nè con chó đi nhà này mới thu nhập hai con chó con chó mà đến nhỏ đó nó phải nghi thơ nó trong sáng việt, việt nam tôi hiểu cái từ trong sáng như thế nào chứ ai có nói mình trong sáng hết trơn xin lỗi nha dù nói mình lời nói mình nghe thấy khó nghe thì không không chấp nhận tại ai cũng nghĩ mà tôi trong sáng bạn không có trong sáng đâu người trong sáng rất là dễ dàng để nhận ra con chó nó trong sáng nó rất là dễ dàng nhận ra nghĩa là nó vô tư nó, nó vui nó đùa giỡn chứ không phải gặp người lạ là nó rút cái đuôi nó đi thấy con chó nó thiếu lòng tin cũng như nhìn con người rất là dễ dàng nó thiếu lòng tin nó sợ hãi nó không có vô tư nó không có trong sáng một chút nào hết trên tại vì cái môi trường nó lớn lớn lên đó dù nó cái gì mấy hai tháng nó đi nó bị ảnh, ảnh hưởng cái môi trường nó không còn trong sáng nữa nó không còn vô tư nữa nó tiểu nhân cũng giống như Những bạn nhìn con chó đi có một số chó nó tiểu nhân giống như chủ nó gì đó nhìn rất là dễ dàng thiếu lòng tin con chó nhìn thiếu lòng tin là biết con chủ như thế nào rồi chắc nhiều người chưa nhìn thấy con chó sẽ qua phải không con chó nó thiếu lòng con chó của nhà mình á lúc trước đó, mình, 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 quên khuyên bà chủ định nó nuôi chó vậy nó mệt lắm con chó của mình á chỉ nuôi lên á khách đến nó mừng chứ không có chó khác đến đây nó chạy làm quen làm bạn chứ không phải nó đuổi đi cho nên nuôi chó nhà này cũng vô dụng thôi hả à. tại vì chó khác đến nhà khác lên đứng nó mừng nó không phải nó đuổi đi nó đi ruột nó đi cắn vậy chứ nên ta, ta, người ta, 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 ta thấy đi vào nhà ôm nó đi còn, còn được dễ dàng nữa hơn nữa chứ nuôi mấy con chó mà đi vô khách nó mừng chó khác vô nó cần làm quen nó cười hí hí nó giật nó không chung nó quá hiền đi phải nó không? không làm dữ nhà gì được chứ Việt Nam mình nuôi chó để giữ nhà mà chó mà vô không giữ nhà được chứ đi mừng ra đến thì mừng chó khác đến vì nuôi làm gì bây giờ đi thì chó nằm đây không biết 5D hay 3D như thế nào nhưng mà Nói chung là cái môi trường nó ảnh hưởng mọi thứ, không phải chỉ chó mà gà, con người trong đó, con người chưa nhận thức được dù mình nói nhiều lần đi. Con người sẽ thay đổi theo cái môi trường, môi trường tiêu cực. À tần số thấp, họ sẽ sống theo cái đạo đó, Họ sống theo ngược chiều, ngược chiều thì nghĩa là năng lượng thấp, năng lượng tiêu cực. Không phải chỉ con chó mà con người cũng sống như vậy nữa. Thì con người khi mà sống theo tiêu cực, ngược chiều dễ bị bệnh lắm. Con người mà sống tích cực lạc quan thì bệnh nó không có xảy ra rất là hiếm nên khi mình thay đổi môi trường con người sẽ thay đổi theo không phải chỉ con người mà những mấy con thú vật mấy cây cối trong đó sẽ thay đổi theo hết trơn luôn con con mèo nhà chị nó không biết nó mấy đê nữa nó biết đi toilet đó công chủ nó đi lên trên toilet nó đi không à không dạy luôn mà tự nó vậy <laughs> nói chung là mèo chó nó thông minh hơn con người nghĩ rất là nhiều lắm nên nói chung sau này con người sẽ thấy khi mà thấy những mấy con đó nó có tình người hơn con người như thế nào thì người ta còn ăn thịt hay không nữa tại vì nó cái con người không khác biệt gì chỉ con người tiến hóa nhanh hơn nó một chút xíu thôi tại con người thấy mọi thứ thành một cái thói quen hiện tại bây giờ Tổ tiên tôi ăn gà, tôi ăn gà, tôi ăn lợn trong mần, tôi xem nó rất là chuyện bình thường. Nhưng mà họ không thấy một góc độ khác là người ta lấy một cái, cái cái một cái cái mạng sống. Nên đó một trong vụ vấn đề khác. Nếu mà ai không còn thắc mắc về chủ đề nông nghiệp tự nhiên này nữa, thì mình hẹn gặp lại lần tới sau. Thì cảm ơn mọi người tham gia hôm nay và cảm ơn bố đi cầu và hai sao của mọi người và hai sao của mình cảm ơn cốc chủ thì công mọi chủ người nhớ mà... xem lên trên mạng xem lại những mấy cái cái chia sẻ đó và cuốn sách đó để hiểu sâu sắc hơn về chủ đề này ok thank you mọi người